Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 321, hắn là chiến thần. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lưu Quốc Bảo đang quỳ trước mặt mình, lạnh giọng nói, ông tới đây để báo thù thay hắn à? Nghe thấy câu này, Lưu Quốc Bảo lập tức lắc đầu quầy quậy, liều mạng phủ nhận, không, không ạ. Cậu Tiêu hiểu nhầm rồi. Tôi không phải tới báo thù thay nó, tôi tới để dạy dỗ nó. Nói xong, Lưu Quốc Bảo đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ lao về phía Lưu Thiên Bằng đang ngã trên mặt đất, không ngừng đạp vào người hắn, khiến hắn la lên oai oái, chú điên rồi sao? Cháu là cháu ruột của chú đấy. Lúc này Lưu Quốc Bảo vừa sợ hãi vừa tức giận, sức lực dưới chân không hề giảm, ông ta gầm lên, tao không có đứa cháu như mày. Mày biết mày đắc tội với ai không, cậu Tiêu mà mày cũng dám động vào, mày có mấy cái mạng hả? Cậu Tiêu đánh gãy hai cái chân của mày là ơn huệ lớn với mày lắm rồi đấy. Còn không mau xin lỗi cậu Tiêu đi. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả Lưu Quốc Bảo cũng không dám làm gì Tiêu Chính Văn, mặc dù Lưu Thiên Bằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà tên Tiêu Chính Văn này lại có thể khiến người chú từ tỉnh quay về của mình kinh hãi và khiếp sợ như vậy. Nhưng hắn biết nếu không xin lỗi, rất có thể hắn sẽ bị chú ruột của mình đạp chết. Vì vậy, Lưu Thiên Bằng lập tức xin lỗi Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, cầu xin anh tha cho tôi nhất thời hồ đồ nên mới nhận vụ này, sau này tôi không dám nữa, cầu xin anh rộng lượng tha cho tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lưu Thiên Bằng và Lưu Quốc Bảo, nói cút. Vừa dứt lời, Lưu Quốc Bảo và Lưu Thiên Bằng như được ban ơn. Ông ta vội vàng bảo đệ tử của mình kéo Lưu Thiên Bằng lên khỏi mặt đất, vội vàng hoảng loạn chạy ra khỏi nhà máy. Bọn chúng phi tót lên xe, rồ ga phóng thẳng một đường. Trong tích tắc bọn chúng đều đã biến mất khỏi khu vực cửa nhà máy. Trong nhà máy lập tức vang lên những tiếng hoan hô hò reo. Tất cả những công nhân còn lại ôm nhau khóc vì sung sướng. Không ít người vây quanh Tiêu Chính Văn, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hét lớn, anh Tiêu, anh giỏi thật đấy. Có anh ở đây, nhà máy của chúng ta tương lai không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa rồi. Giám đốc Khương, chồng cô giỏi thật đấy. Lúc này Khương Vi Nhan ngại ngùng nhìn Tiêu Chính Văn, người đang được mọi người vây quanh khen ngợi, cô đứng im lặng ở một bên, mỉm cười hạnh phúc. Cùng lúc đó, Lưu Quốc Bảo đã đưa cháu mình lên xe, nhanh chóng rời khỏi nhà máy. Vào trong xe, Lưu Thiên Bằng gầm giống lên, chú. Vừa nãy chú làm gì vậy? Chú là đại sư ở tỉnh cơ mà. Sao lại sợ một thằng ở rể nhà họ Khương ở Tu Hà thế? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì mất mặt kinh khủng. Sau này làm sao sống tiếp ở tỉnh được nữa? Lưu Thiên Bằng sắp tức chết rồi. Chú ruột của mình trước nay làm gì cũng đều rất nghênh ngang. Nhưng lần này không ngờ lại co rúm đuôi lại như vậy. Quá mất mặt. Lưu Quốc Bảo đang phì phèo điếu thuốc, ông ta quay đầu lại, tát cho hắn một cái, chửi bới, thằng ngu. Mày thì hiểu cái gì? Mày biết Tiêu Chính Văn là ai không? Cái tát này khiến cho Lưu Thiên Bằng quay cuồng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi chú, hắn có thể là ai được chứ? Hắn có thể đánh bại đại sư như chú được sao? Ha ha, đánh á! Lưu Quốc Bảo lạnh lùng cười khẩy, nói, không cần anh ta ra tay, chỉ cần một ánh mắt. Một luồng sát khí trên người anh ta cũng đủ để khiến cháu thương tích đầy mình rồi. Cháu nghĩ xem, người như vậy có thể là người bình thường được không? Gì cơ, chú bị thương rồi à? Lưu Thiên Bằng hoảng loạn, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lưu Quốc Bảo vỗ vai Lưu Thiên Bằng, nói cháu trai à, cháu phải nhớ kỹ, từ nay về sau, trong từ điển cuộc đời cháu, nếu như gặp phải Tiêu Chính Văn thì nhất định phải quỳ xuống và nịnh nọt. Tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ xung đột nào với anh ta. Hai cái chân này của cháu, chú sẽ nhờ bác sĩ nổi tiếng điều trị, chắc là không vấn đề gì đâu. Lưu Thiên Bằng ngẩn ra, trong lòng vô cùng không cam tâm, nói chú, tên Tiêu Chính Văn đó lợi hại như vậy à? Không phải chú có thực lực của chuẩn quân vương cấp 1 sao sao? Sao đến một thằng nhãi hơn 20 tuổi cũng không đánh lại được thế? Lưu Quốc Bảo cười nhạt, nói, cháu trai à? Tầm nhìn của cháu quá thấp rồi. Thực lực của chuẩn quân vương cấp 1 sao đối với những người bình thường hoặc là đối với những binh vương quả thực là rất mạnh. Là sự tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng cháu nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn. Ở Hoa Quốc này, số người có thực lực chuẩn quân vương cấp 1 sao ít cũng phải có mấy chục người.
Tuy nhiên, người có thực lực của một vị chiến thần thì chỉ có rất ít thôi. Những người như vậy có người nào không phải là nhân vật tầm cỡ của Hoa Quốc chứ? Không phải là nhân vật đứng đầu năm chiến khu thì chắc chắn là lãnh đạo chính trị cấp cao. Chiến thần, chú nói tên Tiêu Chính Văn đó là chiến thần sao? Lưu Thiên Bằng hoảng loạn, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, chảy xuống như thác. Lưu Quốc Bảo gật đầu, nói, đúng vậy, một nhân vật cấp bậc chiến thần nhưng lại trở thành một thằng ở rể ở Tu Hà nhỏ bé, thật không thể tin được. Nếu như để Tiêu Chính Văn biết, bọn họ cho rằng anh là nhân vật cấp bậc chiến thần, anh nhất định sẽ cau mày cười khẩy, chiến thần. Quá tầm thường rồi. Bùm! Đầu của Lưu Thiên Bằng như nổ tung, lúc này hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chiến thần! Lại là một vị chiến thần tôn kính. Trời ơi, vừa nãy mình đã làm gì vậy? Lại dám xảy ra xung đột với một vị chiến thần tôn kính của Hoa Quốc. Đây là một nhân vật tầm cỡ với sức lực mạnh mẽ. Thậm chí khi hít thở thôi cũng tỏa ra luồng sát khí chết người. Dù cho mình có là đại ca ở thế giới ngầm ở đây, nhưng ở trước mặt người này thì cũng là cái thá gì chứ? Chỉ cần một câu nói của anh thì cả cái thế giới ngầm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay lúc Lưu Thiên Bằng đang hoảng sợ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, là trợ lý từ Khắc An bên cạnh Đỗ Bá Đào. Chú, có nên nghe không? Lưu Thiên Bằng hoảng sợ, nói mục đích mình tới Tu Hà cho Lưu Quốc Bảo biết. Lưu Quốc Bảo im lặng một lúc, sau đó nói, nghe đi. Sau khi nhấn nghe, Từ Khắc An ở đầu dây bên kia lạnh lùng nói, Lưu Thiên Bằng, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Lưu Thiên Bằng liếc nhìn chú mình rồi nói thẳng, trợ lý Từ, xin lỗi, vụ này tôi không nhận nữa, tiền đặt cọc mà anh đã đưa cho tôi sẽ lập tức sai người mang trả lại, ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở anh và Chủ tịch Đỗ, tốt nhất hai người đừng nên chọc vào người tên Tiêu Chính Văn này. Nói xong, Lưu Thiên Bằng lập tức cúp máy, tắt điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ. Hành động rất nhanh và dứt khoát. Hai chú cháu nhìn nhau cười. Còn bên phía này, trong văn phòng Chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị, Từ Khắc An xa sầm mặt mày, nói với Đỗ Bá Đào ở trước mặt, Chủ tịch Đỗ. Tên Lưu Thiên Bằng lại dám làm như vậy. Hay là chúng ta tìm người đi dạy dỗ cho hắn một trận? Sắc mặt Đỗ Bá Đào cũng rất khó coi, nói, không cần, dù sao hắn cũng là người mạnh nhất của thế giới ngầm ở tỉnh, đấu với hắn chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì, tôi muốn Tiêu Chính Văn tận mắt nhìn thấy vợ và con gái hắn bị giày vò đến chết, sau đó phế tay chân hắn, khiến hắn cả đời này phải đi ăn xin. Vâng, tôi sẽ lập tức liên lạc với Hắc Hổ, Từ Khắc An đẩy kính, cười khẩy. Ngoài ra, liên lạc với Mạnh Hưng Hiền, bảo ông ta hành động nhanh hơn chút, Đỗ Bá Đào nói. Lúc này, ở Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, trong văn phòng Mạnh Hưng Hiền. Ông ta vừa cúp điện thoại của Từ Khắc An, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chương 322, âm mưu của 7 người. Ông chủ của 7 nhà máy thiết bị lúc này đều đang ở trong văn phòng, nhìn Mạnh Hưng Hiền, lần lượt nói. Phó hội trưởng Mạnh. Tình hình bây giờ như thế nào? Chủ tịch Đỗ có dặn dò gì không? Cần chúng tôi làm gì xin ông cứ nói. Mạnh Hưng Hiền nhướng mày, nhìn 7 người trước mặt, nói, phía bên nhà máy của Khương Vi Nhan không biết lấy được một lô thiết bị từ đâu, mặc dù chủ tịch Đỗ đã sắp xếp người đến đập phá, cũng làm bị thương mấy chục nhân viên, nhưng bây giờ Khương Vi Nhan đã thuê rất nhiều công nhân có tay nghề cao và sẽ sớm khôi phục sản xuất trở lại. Mấy người phải nghĩ cách để cho nhà máy của cô ta không hoạt động lại được. Nếu không thì số thiết bị của công ty các ông, chủ tịch Đỗ sẽ không mua nữa đâu. 7 người đều ngẩn ra, lập tức trở nên lo lắng, nói, hả? Chủ tịch Đỗ nói như vậy sao? Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Không phải chủ tịch Đỗ đã đồng ý mua số thiết bị đó của chúng tôi nên chúng tôi mới không bán cho Khương Vi Nhan, sao bây giờ lại nói như vậy? Phó hội trưởng Mạnh. Ông phải giúp chúng tôi, nếu không thì lần này chúng tôi thảm rồi. Mạnh Hưng Hiền nhướng mày, hất tay, nói tôi biết, vì vậy tôi mới gọi các ông qua đây, cùng nhau nghĩ cách làm sao để đối phó với cô ả Khương Vi Nhan đó. Đột nhiên, Tổng Giám Đốc Thiệu Hoa Đào của công ty thiết bị Hàn Lợi Tường đứng dậy, cười nói, chuyện này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần bỏ ra số tiền lớn hơn thuê những công nhân tay nghề cao đó về làm là được mà. Khiến cho nhà máy của Khương Vi Nhan không thể nào hoạt động được, Phó hội trưởng Mạnh chỉ cần ra thông báo khẩn,
nói nhà máy của Khương Vi Nhan có vấn đề, thiết bị có vấn đề, không được phép sản xuất nữa, cần phải thông qua cuộc điều tra kéo dài một tuần, trì hoãn tiến độ của bọn họ, vậy thì mọi vấn đề không phải đều được giải quyết rồi sao? Mọi người nghe vậy đều cảm thấy ý kiến của Thiệu Hoa Đào rất hay. Ông Thiệu, được đấy, không hổ là cái đầu linh hoạt. Hay lắm, hay lắm. Như vậy, nhà máy của Khương Vi Nhan sẽ không có công nhân, xem cô ta lấy gì mà sản xuất. Vậy thì số thiết bị mà cô ta vất vả cực khổ mua về chỉ đành để đấy trưng bày thôi, ha ha ha. Bảy người đều nhìn nhau cười lớn. Mạnh Hưng Hiền gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, được, tôi lập tức đi thông báo. Lúc này, trong căn nhà nhỏ, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đã quay về. Bận rộn cả một ngày, Khương Vi Nhan cũng mệt rồi. Về phía nhà máy đã có một số nhân viên phụ trách đang tạm thời trông coi, tiến hành sản xuất nguyên liệu suốt đêm. Khương Vi Nhan nằm dài trên ghế sofa, Tiêu Chính Văn quỳ một gối xuống bên cạnh, bóp vai cho cô. Chỗ này không thoải mái à, Tiêu Chính Văn ân cần hỏi. Khương Vi Nhan gật đầu, phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, khiến đàn ông bình thường không thể nào kiềm chế được. Đặc biệt là phần cổ sau tựa như thiên nga với làn da trắng nõn, mềm mại và ấm áp, còn có chút hương thơm. Đúng rồi Tiêu Chính Văn à, hôm nay cái người mà tên là Đại sư Lưu ấy, có phải người lần trước đến nhà chúng ta không? Sao ông ấy lại quỳ xuống xin lỗi anh? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn bình thản giải thích, à, có thể do lần trước anh đánh bại ông ấy nên bây giờ nhìn thấy anh liền cảm thấy sợ hãi rồi chăng? Khương Vi Nhan mỉm cười. Nói, sau này anh ít đánh người thôi, nhỡ xảy ra chuyện gì, với kinh tế của nhà chúng ta đền không nổi đâu. Ừ, anh biết rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan lại nói tiếp, nhưng nếu như gặp phải những kẻ đáng ghét thực sự, anh cứ đánh, đánh cho bọn chúng phục thì thôi, nếu như không đủ tiền đền thì em đưa. Tiêu Chính Văn khẽ ngây ra, sau đó cười nói, được rồi vợ. Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng. Giữa hai người không còn chuyện gì để nói. Bầu không khí ấm áp trở nên có chút ám muội. Chủ yếu là vì lúc này Tiêu Chính Văn đang ấn vào gáy của Khương Vi Nhan, hai má Khương Vi Nhan đỏ bừng, còn trái tim của cô ấy thì đang đập thình thịch. Thoải mái quá! Không ngờ tay nghề massage của Tiêu Chính Văn tốt như vậy, dùng lực vừa phải, ấn đúng chỗ. Trước đây anh học massage rồi à? Khương Vi Nhan quay đầu hỏi. Tiêu Chính Văn lắc đầu, chưa từng học massage, nhưng anh từng học bấm huyệt với một số thầy y, hơn nữa, anh từng là quân nhân nên biết cách dùng lực. Khương Vi Nhan gật đầu, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, là mẹ kế của cô, Từ Phân gọi tới, mặc dù cô muốn cúp máy nhưng cuối cùng vẫn phải nhấn nghe. Con gái ơi, mau đến nhà hàng Thiên Hương Các đi, bố và mẹ đều đang ở đây này, Từ Phân lo lắng hét lên qua điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Sao hai người lại ở đấy? Khương Vi Nhan hỏi, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình để không phát ra tiếng rên khẽ. Từ Phân sửng sốt hỏi, con đang làm gì thế? Không phải con với Tiêu Chính Văn đang. Mẹ, mẹ nghĩ gì thế? Con đang massage, hôm nay bận rộn suốt một ngày rồi. Khương Vi Nhan lập tức giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Từ Phân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, mẹ nói cho con biết, mặc dù con đã có con với Tiêu Chính Văn rồi, nhưng con nhất định không được để cậu ta động vào người đâu đấy. Con là tiểu thư cao quý đấy. Mẹ à, mẹ có chuyện gì thì mau nói đi, nếu không có gì thì con cúp máy đấy, Khương Vi Nhan vội vàng nói. À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện chính, con mau đưa Tiêu Chính Văn tới đây ăn cơm, gia đình anh họ Trần Hải Phúc của bố con từ xa tới Tu Hà, mời chúng ta ăn một bữa. Bọn họ bảo mẹ mau gọi điện thoại cho con bảo con cùng tới ăn cơm, Từ Phân cười nói. Nhà họ Trần, chị họ Trần Lệ Diễm à mẹ, Khương Vi Nhan hỏi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đúng rồi, chính là bọn họ, các con mau đến đi. Từ Phân nói xong liền cúp máy. Khương Vi Nhan có chút do dự, sau đó ngồi dậy. Tiêu Chính Văn nhìn thấy sắc mặt Khương Vi Nhan không tốt liền hỏi, sao thế? Mẹ em bảo chúng ta đến nhà hàng Thiên Hương Các, Khương Vi Nhan nói. Vậy à, có chuyện gì thế, tự nhiên lại mời chúng ta ăn cơm, Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan lắc đầu,
cười nói, là chuyện tốt, anh họ của bố em từ xa tới Tu Hà, là bọn họ mời chúng ta ăn cơm. Vậy à, thế chúng ta qua đó thôi, đừng để người lớn phải đợi lâu. Tiêu Chính Văn đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng ngủ gọi Na Na dậy. Khương Vi Nhan lại nói, Tiêu Chính Văn, anh có biết nhà họ Trần có quan hệ gì với nhà chúng ta không? Tiêu Chính Văn nghi hoặc, hỏi, sao thế? Khương Vi Nhan thở dài nói, nhà họ Trần ở tỉnh Hải Ninh, có thể coi là gia tộc hạng hai ở đó, bọn họ làm ăn lớn, cả gia đình này luôn khinh thường nhà chúng ta, nhưng mẹ em lại cứ mặt dày đi lấy lòng bọn họ, vì vậy bữa cơm tối nay chắc cũng không ngon miệng được đâu, em lo rằng. Tiêu Chính Văn đã hiểu, cười nhạt nói, không sao, cứ đi là biết ấy mà. Khương Vi Nhan bất lực, đành đứng dậy thay quần áo, sau đó ngồi trên chiếc xe mô tô của Tiêu Chính Văn, đưa Na Na đến quán ăn Thiên Hương Các. Nhà hàng này được bài trí nguy nga tráng lệ, đây là một nhà hàng nổi tiếng của Tu Hà. Chi phí ăn ở đây ít nhất cũng tầm vài nghìn tệ. Vì vậy những người tới đây ăn cơm đều không phải là người bình thường, đa số là những người thuộc nhóm thu nhập cao ở Tu Hà. Sau khi đến cửa, Tiêu Chính Văn dừng xe lại, bế Na Na xuống, chuẩn bị đưa Khương Vi Nhan đi vào, đột nhiên một chàng cười giễu cợt vang lên phía sau lưng. Ái chà chà, không ngờ được, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm cơ, cứ tưởng ai, Khương Vi Nhan, đúng là cậu rồi. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc sành điệu, vàng bạc đeo đầy người, cầm một chiếc túi hàng hiệu, đi cùng với một người đàn ông mặc vest có khuôn mặt bóng nhẫy, bước xuống từ chiếc xe Porsche 911. Chương 323, anh nói cái gì cũng đúng chắc. Sắc mặt Khương Vi Nhan tối sầm lại, cô cố nặn ra nụ cười, nói chị Lệ Diễm, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Trần Lệ Diễm hất mái tóc của mình, cố ý khoe chiếc nhẫn kim cương 10 carat trên ngón tay, khóe miệng nhếch lên mang theo vẻ giễu cợt và khinh bỉ, nói, lâu lắm không gặp, nhưng tôi chả muốn gặp lại cô chút nào. Dù sao loại người như cô xuất hiện trước mặt tôi, rất không phù hợp với thân phận của tôi. Vừa nói, cô ta vừa cố ý dướn người để lộ vòng một đầy đặn, gằn giọng, cô hiểu mà, tôi sợ người khác chê cười Trần Lệ Diễm tôi mà cũng có họ hàng nghèo kiết xác như cô, cưỡi con xe điện dởm đến đây. Khuôn mặt của Khương Vi Nhan đột nhiên trở nên rất khó coi, cô khẽ siết nắm tay. Cô biết ngay là đến đây chả phải chuyện tốt lành gì. Thực lòng mà nói, ngay lúc này, Khương Vi Nhan chỉ muốn quay người rời khỏi đây ngay. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Na Na ở trong lòng bố cũng bĩu môi với Trần Lệ Diễm mặt trang điểm đậm, cô bé hét lên, bác không được phép nói với mẹ cháu như thế. Nhà cháu không nghèo, bố cháu nói rằng những người cứ luôn mồm chê người ta nghèo mới là những người nghèo thật. Bầu không khí lặng như tờ. Trần Lệ Diễm trợn to hai mắt, nhìn Na Na được ôm trên tay Tiêu Chính Văn, cô ta lập tức giơ ngón tay lên, chỉ vào cô bé mắng, trời đất ơi! Con nhóc kia, mày là ai? Sao mày dám nói với tao như vậy? Mày muốn chết hả? Na Na không sợ hãi chút nào, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nghiêm túc nói, cháu không phải là con nhóc. Cháu tên là Tiêu Na Na, bố cháu tên là Tiêu Chính Văn, mẹ cháu tên là Khương Vi Nhan, cháu có tên đó. Bác mới là cô nhóc ấy. Na Na, đừng nói chuyện với bác Lệ Diễm như vậy, mau xin lỗi bác ngay. Khương Vi Nhan cũng sững sờ, không ngờ Na Na lại nói ra lời như vậy. Na Na bướng bỉnh ôm đầu, nói con không xin lỗi. Bác nói sai về bố mẹ, bác mới là người phải xin lỗi. Được, được lắm, Khương Vi Nhan, cô được lắm. Những gì cô không dám nói, cô đều dạy cho con gái cô, có đúng không? Đương nhiên, Trần Lệ Diễm sẽ không tính toán với một đứa trẻ 4 tuổi. Cô ta lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan, chỉ thẳng mũi cô mà mắng. Khương Vi Nhan vội vàng xin lỗi, chị Lệ Diễm, em xin lỗi, trẻ con ấy mà, ăn nói không biết kiêng nể gì cả, chị đừng để bụng, về nhà em sẽ dạy dỗ con bé cẩn thận. Trần Lệ Diễm hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Na Na, sau đó tiếp tục quát, đây là con gái của hai vợ chồng cô sao? Tôi thấy chẳng ra thể thống gì cả, có thể dạy một đứa trẻ nói ra những lời như vậy, sống một đời nghèo khó cũng đáng lắm. Trần Lệ Diễm khịt mũi. Nắm lấy tay bạn trai rồi nhanh chóng bước vào Thiên Hương Các. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Mà người đàn ông mặt toàn dầu kia còn liếc nhìn Khương Vi Nhan thêm vài lần, trong mắt toàn dục vọng. Hành động này đương nhiên không thoát khỏi mắt Tiêu Chính Văn. Anh nhíu mày lại, nhưng không tỏ thái độ gì, sau đó ôm Nana, véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô bé, bật cười, Nana, vừa rồi con thật dũng cảm, thật giỏi. Đối phó với mấy bà bác quái thai như thế, chúng ta phải ăn miếng trả miếng. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy, cô lập tức bực bội trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nói, sao anh vẫn dạy Nana cái kiểu này thế, con bé toàn học thói xấu thôi. Tuy nhiên, sau khi nói xong, cô nhìn Nana và Tiêu Chính Văn mà bật cười theo. Một gia đình ba người cười đùa vui vẻ trước vào cửa nhà hàng. Trần Lệ Diễm vừa rời đi, nghe thấy tiếng cười sau lưng, tức tới nỗi dậm chân đùng đùng. Cô ta quay đầu nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan, hung hăng nói, Khương Vi Nhan. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sau đó, cô ta hít một hơi thật sâu, tự an ủi, mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần mà. Mình phải giữ phong thái, đừng nổi nóng với đám người tội nghiệp đó, phù. Trong phòng bao, Tiêu Chính Văn ôm Nana, vừa bước vào cùng Khương Vi Nhan, đã nghe thấy tiếng Trần Lệ Diễm vang lên, cô ta thêm mắm dặm muối, kể chuyện ban nãy ở cửa nhà hàng cho bố mẹ và cả Khương học bác, Từ Phân nghe. Vi Nhan, cô mau xin lỗi chị Lệ Diễm đi, Từ Phân mắng, vẻ mặt hết sức khó coi. Không biết lớn nhỏ gì cả, Lệ Diễm nhà tôi có lòng tốt mời hai người tới ăn cơm, các người thì giỏi rồi, còn dám nói con bé như thế. Mẹ của Trần Lệ Diễm, Tôn Lam lạnh lùng nói. Bầu không khí trong phòng bao bỗng im lặng, căng thẳng. Khương Vi Nhan cũng không muốn gây chuyện, gật đầu xin lỗi, chị Lệ Diễm, em xin lỗi, nhưng Nana chỉ là trẻ con, chị đừng để bụng lời con bé nói. Trần Lệ Diễm vẫn còn muốn tranh luận tiếp, nhưng Trần Hải Phúc ở một bên đã lên tiếng, được rồi, được rồi. Con cũng lớn rồi, chấp nhặt với trẻ con làm gì? Hôm nay chúng ta tới đây là để dùng bữa. Trước mắt, Trần Hải Phúc là chủ trì bữa ăn ngày hôm nay, ông ta đã mở lời thì đương nhiên những người khác không dám nói gì nữa. Hai gia đình giả vờ vui vẻ, bắt đầu ăn uống. Trong bữa ăn, Khương học bác đột nhiên mỉm cười, nói, anh Trần, đây là con rể tương lai của anh sao? Trần Hải Phúc mỉm cười nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Lệ Diễm, bật cười, ha ha ha, tôi quên giới thiệu với chú. Đây là con rể tương lai của tôi, Phạm Cao Kiệt, cậu ấy đang làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, là một nhà phân tích chứng khoán. Cháu chào chú, Phạm Cao Kiệt cũng đứng dậy, nâng ly chúc mừng. Ôi, tiểu Phạm là một nhà phân tích chứng khoán sao? Vậy thì chẳng phải cậu ấy kiếm được rất nhiều tiền à? Khương học bác lập tức cảm thấy ngưỡng mộ. Trần Hải Phúc nhướng mày nói, ha ha ha, cũng tạm tạm, một năm kiếm được 1 triệu tệ. 1 triệu tệ cơ á, Từ Phân ở bên cạnh lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc đến nỗi há mồm. Cùng lúc đó, bà ta quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn đang ăn cơm, vẻ mặt đầy oán hận, mắng mỏ, Tiêu Chính Văn, cậu nhìn người ta đi, người ta kiếm được 1 triệu tệ một năm đấy, còn cậu thì sao? Tiêu Chính Văn im lặng không trả lời. Trần Lệ Diễm ở đầu bàn bên kia nở nụ cười xấu xa, siết chặt cánh tay của Phạm Cao Kiệt. Cố ý nói lời xem thường, Cao Kiệt nhà cháu nào có phải ai cũng bì được. Khương Vi Nhan, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, cô nên tìm một người đàn ông giống Cao Kiệt nhà tôi đây này. Người đàn ông như vậy mới đáng tin cậy. Cô xem, chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi 10 carat đó, vừa mua xong. Vừa nói, Trần Lệ Diễm vừa khoe chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trên ngón tay của mình với mọi người. Chiếc nhẫn này mới là lời hứa của tình yêu. Khương Vi Nhan, tôi thấy hình như cô đến một chiếc nhẫn cũng chả có ấy nhỉ. Chồng cô nghèo đến vậy sao? Khương Vi Nhan cũng rất ngưỡng mộ, nhưng cô biết bây giờ mình không xứng đáng có được nó, vì vậy cô cúi gằm xuống, ngồi im bên cạnh Tiêu Chính Văn, nói em không cần những thứ này, em chỉ cần anh ấy yêu em, thế là đủ rồi. Tiêu Chính Văn chứng kiến cảnh này, bỗng nhiên lên tiếng, chỉ là một chiếc nhẫn kim cương thôi mà, tôi sẽ mua nó cho cô ấy. Ngày 28 tháng này, tôi sẽ tổ chức đám cưới với Khương Vi Nhan, hôm ấy, mời mọi người tới tham dự. Nghe thấy thế, sắc mặt của Trần Lệ Diễm sa sầm lại, nói, ha ha, hai người làm đám cưới sao? Tôi không đến đấy, nhìn là biết chả có gì thú vị cả. Cô ta vừa dứt lời, vẻ mặt Tôn Lam và Trần Hải Phúc cũng lộ rõ vẻ mất hứng.
Thấy bầu không khí không ổn, Khương Học Bác liền lấy điện thoại di động ra, nói Tiểu Phạm, dạo này chú cũng đang chơi chứng khoán, mua được mấy cổ phiếu này. Cháu xem giúp chú có ổn không? Trần Hải Phúc nghe xong liền bật cười, chú Khương, chú mà chơi chứng khoán à? Chú có đọc được biểu đồ nến không? Chú không thể dựa vào may mắn để chơi chứng khoán đâu, mà phải có đầu óc nữa. Khương Học Bác nghe vậy, liền xấu hổ cất điện thoại đi. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại nói, bố, cho con xem bố mua cổ phiếu gì, con cũng biết một chút. Cả phòng bao sửng sốt, Khương Vi Nhan nhẹ nhàng đá chân Tiêu Chính Văn dưới bàn ăn, nháy mắt liên tục. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý. Khương Học Bác mỉm cười, có chút xấu hổ đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, nói, được rồi, cậu giúp tôi xem. Tiêu Chính Văn nhận lấy điện thoại, liếc nhìn rồi cười nói, bố, những cổ phiếu này đều ổn. Năng lượng mới, chất bán dẫn và xe điện đều là những ngành hiện đang được Hoa Quốc hỗ trợ, rất có tương lai phát triển. Đặc biệt là cổ phiếu này có khả năng có thể sẽ đạt hạn mức cao nhất trong khoảng thời gian vài ngày liên tiếp. Thật sao, đạt hạn mức cao nhất, Khương Học Bác vô cùng hứng khởi, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào. Phạm Cao Kiệt ở bên lúc này lạnh lùng lên tiếng, không phải anh nói cổ phiếu đạt hạn mức cao nhất là nó sẽ đạt hạn mức cao nhất đâu. Cái này phụ thuộc vào phân tích, tôi thấy anh không hiểu gì về cổ phiếu cả. Chú Khương, chú đừng tin anh ta, cháu chỉ nhìn lướt qua đã thấy cổ phiếu đó không ổn, giá trị cổ phiếu trong một năm không hề tăng lên, chú mau bán số cổ phiếu đó đi thì hơn. Chương 324, giàu to rồi. Ha ha, chú Khương, con rể tôi là nhà phân tích chứng khoán đấy. Những gì cậu ấy nói chắc chắn có lý, chú bán ngay đi. Trần Hải Phúc cũng cười theo. Đồng thời nhìn Tiêu Chính Văn chiêu đầy khinh thường, nói, có những người ấy mà, không biết thì đừng mở mồm nói, kẻo lại làm trò cười. Trong phút chốc, ánh mắt khinh thường và giễu cợt của mọi người đổ dồn lên Tiêu Chính Văn. Ha ha, đã không hiểu lại còn ra vẻ ta đây. Cậu nói cổ phiếu đạt hạn mức cao nhất thì nó sẽ đạt hạn mức cao nhất sao? Tôn Lan nói mà vênh mặt lên trời, hết sức ngạo mạn. Chết cười mất thôi, Khương Vi Nhan. Chồng cô cũng được đấy nhỉ? Sao nào, số cổ phiếu này là cậu ta phát hành à? Muốn cổ phiếu tăng là nó tăng luôn à? Hơn nữa còn tăng đến hạn mức cao nhất. Trần Lệ Diễm nhướng mày, buông lời châm chọc. Nghe thấy những lời này, Tiêu Chính Văn không hề quan tâm, nhưng vẻ mặt của Từ Phân và Khương Học Bác tối sầm ngay lập tức. Từ Phân lập tức mắng, Tiêu Chính Văn, cậu không biết thì đừng nói nhảm, rồi mắc công người ta lại nhìn chúng tôi như lũ hề. Một thằng lính xuất ngũ quèn như cậu lấy đâu ra tự tin mà mở miệng nói ở đây vậy? Tôi thực sự muốn đuổi cậu ra ngoài luôn rồi đấy. Khương Học Bác cũng xấu hổ không thôi, uể oải ngồi xuống, gượng cười rồi nói, anh Trần, Tiểu Phạm, khiến hai người phải chê cười rồi. Tiêu Chính Văn lắc đầu bất lực, anh lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Lý Trường Thắng. Lúc này, Lý Trường Thắng đang giải quyết công việc của công ty. Đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tiêu Chính Văn, ông ta lập tức dùng điện thoại cố định gọi cho nhân viên, nói, gọi ngay chuyên viên phân tích chứng khoán của công ty, và cả mấy đại diện của một số tổ chức chứng khoán tới đây. Vâng, thưa chủ tịch. Người trợ lý đầu bên kia điện thoại cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng truyền đạt lời của Lý Trường Thắng. Trong vòng chưa đầy 5 phút, các nhà phân tích chứng khoán từ 10 tập đoàn và đại diện từ 5 tổ chức chứng khoán tư nhân đều đứng kính cẩn trong văn phòng chủ tịch. 10 nhà phân tích chứng khoán này có thể nói là những nhà phân tích hàng đầu ở Tu Hà. Họ đều có những hiểu biết sâu rộng về thị trường chứng khoán hiện nay. Ai nấy đều có thành tích lên đến hàng trăm triệu tệ. Mà người đại diện của 5 tổ chức cổ phần tư nhân này đương nhiên cũng là do Lý Trường Thắng đầu tư tiền bạc mời về. Chuyên về thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu. Chủ tịch có chuyện gì mà vội vàng gọi chúng tôi tới như vậy? Một trong số họ lên tiếng hỏi. Lý Trường Thắng lập tức bật máy chiếu trong văn phòng lên, chỉ vào một cổ phiếu trên đó và nói, cổ phiếu này, trong vòng 5 phút, tôi muốn các anh kéo nó đến hạn mức cao nhất. Mọi người vừa nhìn màn chiếu, không nói lời nào cả mà lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu làm việc ngay. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã uống xong 3 lượt rượu. Khương Học Bác đang suy nghĩ về số cổ phiếu của mình, vẫn muốn Phạm Cao Kiệt xem giúp ông ta. Vì thế, ông ta tranh thủ thời gian xem điện thoại, bỗng hai mắt sáng lên,
đứng bật dậy, hét lớn, ôi! Dầu to rồi! Tiếng hét này của ông ta dọa tất cả mọi người trong phòng bao sững sờ. Từ Phân ngồi bên cạnh vội vàng vỗ ông ta mấy cái rồi quát, ông làm gì vậy? Cái gì mà dầu to rồi? Muốn hù chết người ta à? Gia đình ba người Trần Hải Phúc và Phạm Cao Kiệt cũng nhìn Khương Học Bác đầy nghi ngờ. Chú Khương, làm sao thế? Sao tôi thấy chú kích động quá vậy? Trần Hải Phúc mỉm cười, hỏi. Trần Lệ Diễm nhếch môi khinh thường, hỏi, chú Khương, chú đừng nói là cổ phiếu đó của chú đạt hạn mức cao nhất đấy nhé. Ha ha ha! Cô ta vừa dứt lời, Tôn Lam và Phạm Cao Kiệt lập tức bật cười ha hả. Con gái, sao con toàn ăn nói linh tinh vậy? Chẳng phải Cao Kiệt đã nói số cổ phiếu đó không có hy vọng gì rồi sao? Sao có thể đạt hạn mức cao nhất chứ? Chẳng lẽ Cao Kiệt nhà chúng ta không bằng một thằng ở rể vô dụng à? Tôn Lam mỉa mai, nhìn Tiêu Chính Văn đầy khiêu khích. Phạm Cao Kiệt cũng cười nói, chú Khương, chú phải bán cổ phiếu đó càng sớm càng tốt. Cơ chế thị trường chứng khoán tuy đã thay đổi, buổi tối cũng mở cửa sổ thao tác kéo dài 3 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ chỉ cách giờ đóng cửa thị trường có 1 tiếng thôi. Thị trường chứng khoán của Hoa Quốc có 3 khoảng thời gian. Tuy nhiên, ai ngờ, Khương Học Bác lại cười ha hả nhìn Tiêu Chính Văn và nói, con rể thân yêu của bố ơi, con nói đúng lắm. Cổ phiếu đã thực sự đạt hạn mức giới hạn cao nhất này. Dầu to rồi, trong nháy mắt kiếm được hơn 100.000 tệ. Tất cả mọi người đều chết lặng. Đạt hạn mức cao nhất. Từ Phân kích động đứng lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào đó, hỏi, hơn 100.000 tệ á. Đâu, tôi xem nào. Khương Học Bác lập tức dùng tay chỉ cho Từ Phân, sau đó vui vẻ nhìn Tiêu Chính Văn, nâng ly lên, cười nói, nào. Chúng ta cạn một ly. Tiêu Chính Văn không khách sáo, đứng dậy uống rượu với Khương Học Bác. Chủ yếu là Khương Học Bác là quá vui mừng. Không ngờ một ngày ông ta kiếm được hơn 100.000 tệ. Ánh mắt Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi, cô nhỏ giọng hỏi, anh thật sự biết về cổ phiếu sao? Tiêu Chính Văn cười nói, anh biết một chút. Lúc ấy, vẻ mặt đám người Trần Hải Phúc tối sầm lại. Phạm Cao Kiệt khó hiểu ra mặt, hắn lấy điện thoại di động ra, kinh ngạc nhìn lá cổ phiếu đó, sao có thể chứ? Cổ phiếu này, thị trường không có chút chuyển biến nào, tại sao lại đột nhiên đạt hạn mức cao nhất? Chuyện này, không thể nào xảy ra được. Cốp! Trần Hải Phúc tức giận đập ly rượu xuống bàn, khịt mũi, Cao Kiệt, dạo này cậu bận quá nên lác cả mắt à. Phạm Cao Kiệt cau mày, cuối cùng lúng túng cười, cháu xin lỗi bác, có lẽ gần đây cháu mệt quá nên nhìn nhầm. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng bao trở nên kỳ lạ. Khương Học Bác thấy mặt mũi Trần Hải Phúc đỏ bừng, cười, anh Trần, xem ra con rể anh đúng là chẳng bằng thằng con rể an bám nhà tôi. Ha ha ha, cảm ơn gia đình anh đã mời nhà em, tối nay em sẽ thanh toán bữa ăn. Khương Học Bác vui vẻ đập bàn, uống luôn vài ly rượu, ông ta say khướt, lảo đảo đi thanh toán. Từ Phân cũng chạy ra ngoài, vẻ mặt tươi rói rói. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đương nhiên cũng không ở lại quá lâu. Ôm Na Na rồi rời đi. Chỉ còn lại gia đình Trần Hải Phúc ngồi trong phòng bao, bực hết cả mình. Hừ! Trần Hải Phúc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, thẳng thừng bỏ đi. Tôn Lam thấy Trần Hải Phúc đã rời đi, sau đó nhìn con gái, nói, bố con từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thua thiệt trước mặt nhà họ Khương. Con nhìn con xem. Sau đó, Tôn Lam cũng ném cho Phạm Cao Kiệt một cái nhìn hằn học và bỏ đi. Phạm Cao Kiệt lúc này vô cùng hoảng hốt, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Trần Lệ Diễm điên tiết, tát vào mặt Phạm Cao Kiệt và hét lên, Phạm Cao Kiệt. Anh xem anh vừa làm chuyện tốt gì, anh không phải là nhà phân tích chứng khoán sao? Chẳng phải cái gì anh cũng biết sao? Nhà họ Trần chúng tôi mất hết mặt mũi vì anh rồi đấy. Chuyện anh định xin bố tôi, có lẽ không được đâu. Anh tự mình nghĩ cách đi. Dứt lời, Trần Lệ Diễm giật lấy túi sách. Giẫm đôi giày cao gót, lắc mông rời đi. Phạm Cao Kiệt đứng bật dậy, muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng cũng tức đến mức không nói nên lời. Dầm! Hắn tức giận đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính Văn. Mày đáng chết thật đấy! Phá hỏng việc tốt của tao! Tao sẽ không tha cho mày đâu! Phạm Cao Kiệt chỉ là một nhân viên kinh doanh chứng khoán bình thường ở thành phố Hải Ninh.
Cái gì mà kiếm 1 triệu tệ một năm chứ, toàn bộ đều là chém gió, ngay cả chiếc Porsche hôm nay cũng là được người khác cho mượn. Có thể nói, hắn là một tên ăn bám điển hình, muốn lợi dụng Trần Lệ Diễm để ăn bám nhà họ Trần. Lúc này, hắn điên đến mức bấm một dãy số, vẻ mặt lập tức thay đổi, cung kính mỉm cười, anh Nhị Long. Là tôi đây, Phạm Cao Kiệt, tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh thay tôi dạy dỗ một người, đánh gãy một chân anh ta là được. Đúng, đúng, đúng. Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi gửi anh 100.000 tệ. Chương 325, Niêm Phong. Hôm sau, sáng sớm Khương Vi Nhan đến nhà máy kiểm tra tiến độ sản xuất vật liệu, lại phát hiện trong nhà máy vốn dĩ hơn 30 công nhân, lúc này chỉ còn lại 7-8 người. Sắc mặt của đám người đó đều sốt ruột chờ đợi mình, nhất là mấy người phụ trách của nhà máy, đi tới đi lui tại chỗ. Sao thế? Những người khác đâu? Khương Vi Nhan vội bước lên hỏi thăm. Ông Lưu, người phụ trách nhà máy, vội nói, giám đốc Khương, cô đến rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Khương Vi Nhan nhìn 7-8 công nhân này, mặt đầy vẻ do dự và khó coi, nói, ông Lưu, xảy ra chuyện gì, chứ từ từ nói. Ông Lưu thở dài một hơi, vừa chán nản vừa tức giận nói, bọn họ đi hết cả rồi. Cả nhà máy chỉ còn lại mấy người phụ trách chúng tôi với công nhân cũ làm suốt 10 năm thôi. Đi rồi, đi đâu chứ? Khương Vi Nhan sững sờ, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, mặt cũng đầy vẻ căng thẳng. Từ chức hết rồi. Ông Lưu lắc đầu bất lực, trách tôi, không giữ được bọn họ. Nếu không phải bọn khốn đó thì bọn họ cũng sẽ không từ chức. Từ chức, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta vừa bỏ số tiền lớn tuyển người à? Sao còn từ chức? Khương Vi Nhan bắt đầu lo lắng, chuyện này hơi kỳ lạ. Ông Lưu nói, giám đốc Khương, mới sáng sớm bên ngoài nhà máy có mấy người phụ trách của các nhà máy khác đến, dùng số tiền lương hấp dẫn một tháng 20.000 tệ, lôi kéo bọn họ đi hết rồi. Nói đến đây, ông Lưu rất tức giận, trong ánh mắt chứa đầy vẻ bực bội. Mấy nhân viên cũ phía sau ông ấy, cũng thở dài không ngừng. Giám đốc Khương, cũng không thể trách bọn họ còn trẻ tuổi, tiền lương một tháng 20.000 tệ, quả thật rất hấp dẫn. Thật ra tôi cũng muốn qua đó, nhưng tôi nghe ngóng thử, tiền lương 20.000 một tháng mà không cần làm bất kỳ việc gì. Tôi đoán trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám nên quay về nói chuyện này với ông Lưu. Giám đốc Khương, bây giờ chúng ta nên làm sao? Đây rõ ràng là những nhà máy kia cố ý lôi kéo người, muốn chúng ta không có cách nào sản xuất đúng hạn. Đây là quan hệ cạnh tranh không chính đáng. Đứng trước lời bàn tán ồn ào của 7-8 người, mặt Khương Vi Nhan cũng đầy lo lắng. Không nói nhiều lời, cô quay người ra ngoài nhà máy, đi theo chỉ dẫn của ông Lưu, không ngoài dự đoán đã nhìn thấy con đường cách đó không xa có đám người dùng xe van và băng biểu ngữ, làm bảng hiệu tiền lương 20.000 tệ một tháng, không ngừng lôi kéo nhân công. Khương Vi Nhan thấy có mấy thanh niên được tuyển từ quảng cáo tuyển người ở nhà máy đó. Lúc này cô đi về phía mấy chiếc xe van kia, đầu cũng không quay lại, liền bước lên ngăn bọn họ lại, này mọi người đến ứng tuyển nhà máy Thiên Tường à. Tôi là giám đốc của nhà máy, bây giờ lương ở nhà máy chúng tôi hơn 10.000 tệ, còn có 5 khoản bảo hiểm lao động, có ký túc xá, cuối năm còn có hoa hồng. Cô là Khương Vi Nhan à, tránh ra, không thấy bên kia 20.000 tệ một tháng sao? Mấy thanh niên kia đẩy mạnh Khương Vi Nhan ra. Chạy về phía xe van không quay đầu lại. Suýt chút nữa Khương Vi Nhan đã ngã xuống, may mà có đám người ông Lưu dìu đỡ, họ tức giận quát lên, các người vội đi đầu thai à. Bên đó lừa gạt đấy. Khương Vi Nhan cắt ngang lời quát mắng của đám người ông Lưu, để bọn họ đi đi. Giám đốc Khương, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Nếu bọn họ cướp hết công nhân đi rồi, chỉ dựa vào mấy nhân viên cũng như chúng tôi, dù sản xuất không ngày không đêm, cũng không thể nào hoàn thành đúng hạn được, ông Lưu nói với vẻ mặt khổ sở. Mấy người khác cũng buồn rười rượi. Lúc mấy người họ chần chừ do dự thì một chiếc xe của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà từ xa chạy đến. Trên xe, có hai nhân viên bước thẳng xuống, nhìn thấy đám người Khương Vi Nhan ở cổng liền hỏi với sắc mặt lạnh lùng, ai là người phụ trách nhà máy? Là tôi, mấy người là, Khương Vi Nhan khiêm tốn hỏi. Chào cô. Chúng tôi là người của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, nhận được đơn tố cáo của một nhóm người, thiết bị của nhà máy các cô có vấn đề,
môi trường nhà máy cũng có vấn đề nên bây giờ niêm phong nhà máy trong thời hạn nửa tháng. Cấm thực hiện tất cả hoạt động sản xuất, có bất cứ vấn đề gì, cô có thể đưa ra yêu cầu với cấp trên Tu Hà. Đây là thông báo. Nhân viên kia đưa cho Khương Vi Nhan một tờ thông báo, tờ còn lại dán thẳng ở cổng nhà máy. Giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng. Sau khi làm xong, bọn họ lái xe rời đi luôn. Khương Vi Nhan và đám người ông Lưu hoàn toàn ngơ ngác. Đây là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Ông Lưu gào lên, mặt đầy vẻ tức giận và bất lực. Khương Vi Nhan nhìn thông báo trong tay, chân mày lá liễu cũng nhíu chặt, nhất thời không biết nên làm thế nào. Làm sao đây, như vậy là không mở được nhà máy rồi, niêm phong nửa tháng đó. Hay là, chúng ta cũng qua chỗ đối diện đi, 20.000 tệ một tháng đấy. Lập tức mấy nhân viên cũ còn lại cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, chuẩn bị đường rút chạy. Suy cho cùng, bọn họ đều là tầng lớp làm công ăn lương, một ngày không việc làm thì không kiếm được tiền, trong nhà trên có già dưới có trẻ, không thể để bị cắt nguồn lương thực được. Ông Lưu nghe vậy, giận dữ quát mắng bọn họ, đủ rồi. Tốt xấu gì các người cũng là tôi đào tạo ra, thời khắc then chốt bây giờ, nếu các người muốn chạy, nhà máy này chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Mặt những nhân viên cũ kia cũng đầy vẻ xấu hổ và bất lực, nói, ông Lưu à, nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà đã đóng cửa nhà máy nửa tháng, vậy chẳng phải chúng ta sắp vỡ nợ rồi sao? Ông Lưu cũng không nói được, nhìn sang Khương Vi Nhan, hỏi cô, giám đốc Khương à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Khương Vi Nhan hít một hơi thật sâu, nói, mọi người đợi trước đi, tôi đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà xem tình hình. Dứt lời, Khương Vi Nhan bắt một chiếc xe. Đến tòa nhà Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Trên đường Khương Vi Nhan cũng gọi điện thoại nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, hôm nay chắc em không thể về ăn cơm rồi, nhà máy xảy ra chút chuyện, em phải đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà một chuyến. Nhà máy lại xảy ra chuyện à, em đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà làm gì? Lúc này Tiêu Chính Văn vừa đi ra từ chi nhánh của tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, anh hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hôm nay... Bên ngoài nhà máy có người của các nhà máy khác đến, tuyển lương tháng 20.000 tệ cướp người với bọn em, bây giờ công nhân trong nhà máy chỉ còn 8 người. Vừa nãy, người của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà cũng đến, lấy cớ môi trường bên trong của nhà máy và thiết bị có vấn đề, cưỡng chế bọn em trong vòng nửa tháng cấm mọi hoạt động sản xuất. Bây giờ em đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà hỏi tình hình, em cứ thấy phía sau có người cố ý nhắm vào nhà máy của bọn em. Khương Vi Nhan cũng không ngốc. Cô phân tích rất rõ ràng. Tiêu Chính Văn nghe xong, nhíu mày, nói, anh biết rồi, em đợi anh ở cửa Hiệp hội Doanh nghiệp, anh sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, giữa mày Tiêu Chính Văn mang theo vẻ lạnh lùng, nhanh chóng gọi cho Lý Trường Thắng, chất vấn, ai là người phụ trách của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Bên phía Lý Trường Thắng, vừa nghe giọng điệu của Tiêu Chính Văn, trong lòng lập tức run rẩy, lo sợ hỏi thăm, cậu Tiêu. Người phụ trách Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà là Liễu Quốc Trung, là một người bạn cũ của tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi ra mặt sao? Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà vô duyên vô cớ niêm phong nhà máy Thiên Tường tôi vừa mua lại, cấm mọi hoạt động sản xuất trong thời hạn nửa tháng. Bây giờ tôi sẽ đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, nhiều nhất là 20 phút, tôi cần tên Liễu Quốc Trung này xuất hiện trước mặt tôi, giải thích đàng hoàng với tôi. Nếu không... Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà không cần tồn tại nữa, tôi thành lập lại cái mới. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Vâng vâng vâng, cậu Tiêu, cậu bớt giận, tôi lập tức thông báo với Liễu Quốc Trung, hỏi thăm tình hình. Lý Trường Thắng lo sợ, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 326, ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ ông. Hôm sau... Sáng sớm Khương Vi Nhan đến nhà máy kiểm tra tiến độ sản xuất vật liệu, lại phát hiện trong nhà máy vốn dĩ hơn 30 công nhân, lúc này chỉ còn lại 7-8 người. Sắc mặt của đám người đó đều sốt ruột chờ đợi mình, nhất là mấy người phụ trách của nhà máy, đi tới đi lui tại chỗ. Sao thế, những người khác đâu, Khương Vi Nhan vội bước lên hỏi thăm. Ông Lưu người phụ trách nhà máy vội nói, giám đốc Khương, cô đến rồi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Khương Vi Nhan nhìn 7-8 công nhân này, mặt đầy vẻ do dự và khó coi, nói, ông Lưu, xảy ra chuyện gì, chứ từ từ nói. Ông Lưu thở dài một hơi,
vừa chán nản vừa tức giận nói, bọn họ đi hết cả rồi. Cả nhà máy chỉ còn lại mấy người phụ trách chúng tôi với công nhân cũ làm suốt 10 năm thôi. Đi rồi, đi đâu chứ? Khương Vi Nhan sững sờ, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, mặt cũng đầy vẻ căng thẳng. Từ chức hết rồi. Ông Lưu lắc đầu bất lực, trách tôi, không giữ được bọn họ. Nếu không phải bọn khốn đó thì bọn họ cũng sẽ không từ chức. Từ chức, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta vừa bỏ số tiền lớn tuyển người à, sao còn từ chức? Khương Vi Nhan bắt đầu lo lắng, chuyện này hơi kỳ lạ. Ông Lưu nói, giám đốc Khương, mới sáng sớm bên ngoài nhà máy có mấy người phụ trách của các nhà máy khác đến, dùng số tiền lương hấp dẫn một tháng 20.000 tệ, lôi kéo bọn họ đi hết rồi. Nói đến đây, ông Lưu rất tức giận, trong ánh mắt chứa đầy vẻ bực bội. Mấy nhân viên cũ phía sau ông ấy, cũng thở dài không ngừng. Giám đốc Khương, cũng không thể trách bọn họ còn trẻ tuổi, tiền lương một tháng 20.000 tệ, quả thật rất hấp dẫn. Thật ra tôi cũng muốn qua đó, nhưng tôi nghe ngóng thử, tiền lương 20.000 một tháng mà không cần làm bất kỳ việc gì. Tôi đoán trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám nên quay về nói chuyện này với ông Lưu. Giám đốc Khương, bây giờ chúng ta nên làm sao? Đây rõ ràng là những nhà máy kia cố ý lôi kéo người, muốn chúng ta không có cách nào sản xuất đúng hạn. Đây là quan hệ cạnh tranh không chính đáng. Đứng trước lời bàn tán ồn ào của 7-8 người, mặt Khương Vi Nhan cũng đầy lo lắng. Không nói nhiều lời, cô quay người ra ngoài nhà máy, đi theo chỉ dẫn của ông Lưu, không ngoài dự đoán đã nhìn thấy con đường cách đó không xa có đám người dùng xe van và băng biểu ngữ, làm bảng hiệu tiền lương 20.000 tệ một tháng, không ngừng lôi kéo nhân công. Khương Vi Nhan thấy có mấy thanh niên được tuyển từ quảng cáo tuyển người ở nhà máy đó, lúc này cô đi về phía mấy chiếc xe van kia, đầu cũng không quay lại, liền bước lên ngăn bọn họ lại, này mọi người đến ứng tuyển nhà máy Thiên Tường à. Tôi là giám đốc của nhà máy, bây giờ lương ở nhà máy chúng tôi hơn 10.000 tệ, còn có 5 khoản bảo hiểm lao động, có ký túc xá, cuối năm còn có hoa hồng. Cô là Khương Vi Nhan à? Tránh ra, không thấy bên kia 20.000 tệ một tháng sao? Mấy thanh niên kia đẩy mạnh Khương Vi Nhan ra, chạy về phía xe van không quay đầu lại. Suýt chút nữa Khương Vi Nhan đã ngã xuống, may mà có đám người ông Lưu dìu đỡ, họ tức giận quát lên, các người vội đi đầu thai à? Bên đó lừa gạt đấy. Khương Vi Nhan cắt ngang lời quát mắng của đám người ông Lưu, để bọn họ đi đi. Giám đốc Khương, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Nếu bọn họ cướp hết công nhân đi rồi, chỉ dựa vào mấy nhân viên cũ như chúng tôi, dù sản xuất không ngày không đêm, cũng không thể nào hoàn thành đúng hạn được, ông Lưu nói với vẻ mặt khổ sở. Mấy người khác cũng buồn rười rượi. Lúc mấy người họ chần chừ do dự thì một chiếc xe của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà từ xa chạy đến. Trên xe, có hai nhân viên bước thẳng xuống, nhìn thấy đám người Khương Vi Nhan ở cổng liền hỏi với sắc mặt lạnh lùng, ai là người phụ trách nhà máy? Là tôi, mấy người là, Khương Vi Nhan khiêm tốn hỏi. Chào cô, chúng tôi là người của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, nhận được đơn tố cáo của một nhóm người, thiết bị của nhà máy các cô có vấn đề, môi trường nhà máy cũng có vấn đề nên bây giờ niêm phong nhà máy trong thời hạn nửa tháng. Cấm thực hiện tất cả hoạt động sản xuất, có bất cứ vấn đề gì, cô có thể đưa ra yêu cầu với cấp trên Tu Hà. Đây là thông báo. Nhân viên kia đưa cho Khương Vi Nhan một tờ thông báo. Tờ còn lại dán thẳng ở cổng nhà máy. Giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng. Sau khi làm xong, bọn họ lái xe rời đi luôn. Khương Vi Nhan và đám người ông Lưu hoàn toàn ngơ ngác. Đây, đây là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Ông Lưu gào lên, mặt đầy vẻ tức giận và bất lực. Khương Vi Nhan nhìn thông báo trong tay, chân mày lá liễu cũng nhíu chặt, nhất thời không biết nên làm thế nào. Làm sao đây, như vậy là không mở được nhà máy rồi, niêm phong nửa tháng đó. Hay là, chúng ta cũng qua chỗ đối diện đi, 20.000 tệ một tháng đấy. Lập tức mấy nhân viên cũ còn lại cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, chuẩn bị đường rút chạy. Suy cho cùng, bọn họ đều là tầng lớp làm công ăn lương, một ngày không việc làm thì không kiếm được tiền, trong nhà trên có già dưới có trẻ, không thể để bị cắt nguồn lương thực được. Ông Lưu nghe vậy. Giận dữ quát mắng bọn họ, đủ rồi. Tốt xấu gì các người cũng là tôi đào tạo ra, thời khắc then chốt bây giờ,
nếu các người muốn chạy, nhà máy này chẳng phải sẽ sụp đổ sao? Mặt những nhân viên cũ kia cũng đầy vẻ xấu hổ và bất lực, nói, ông Lưu à, nhưng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà đã đóng cửa nhà máy nửa tháng, vậy chẳng phải chúng ta sắp vỡ nợ rồi sao? Ông Lưu cũng không nói được, nhìn sang Khương Vi Nhan, hỏi cô, giám đốc Khương à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Khương Vi Nhan hít một hơi thật sâu, nói, mọi người đợi trước đi, tôi đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà xem tình hình. Dứt lời, Khương Vi Nhan bắt một chiếc xe, đến tòa nhà Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Trên đường Khương Vi Nhan cũng gọi điện thoại nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, hôm nay chắc em không thể về ăn cơm rồi, nhà máy xảy ra chút chuyện, em phải đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà một chuyến. Nhà máy lại xảy ra chuyện à? Em đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà làm gì? Lúc này Tiêu Chính Văn vừa đi ra từ chi nhánh của tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, anh hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hôm nay, bên ngoài nhà máy có người của các nhà máy khác đến, tuyển lương tháng 20.000 tệ cướp người với bọn em, bây giờ công nhân trong nhà máy chỉ còn 8 người. Vừa nãy, người của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà cũng đến, lấy cớ môi trường bên trong của nhà máy và thiết bị có vấn đề, cưỡng chế bọn em trong vòng nửa tháng cấm mọi hoạt động sản xuất. Bây giờ em đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà hỏi tình hình, em cứ thấy phía sau có người cố ý nhắm vào nhà máy của bọn em. Khương Vi Nhan cũng không ngốc, cô phân tích rất rõ ràng. Tiêu Chính Văn nghe xong, nhíu mày, nói, anh biết rồi, em đợi anh ở cửa Hiệp hội Doanh nghiệp, anh sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, giữa mày Tiêu Chính Văn mang theo vẻ lạnh lùng, nhanh chóng gọi cho Lý Trường Thắng, chất vấn, ai là người phụ trách của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Bên phía Lý Trường Thắng, vừa nghe giọng điệu của Tiêu Chính Văn, trong lòng lập tức run rẩy, lo sợ hỏi thăm, cậu Tiêu, người phụ trách Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà là Liễu Quốc Trung, là một người bạn cũ của tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cần tôi ra mặt sao? Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà vô duyên vô cớ niêm phong nhà máy Thiên Tường tôi vừa mua lại, cấm mọi hoạt động sản xuất trong thời hạn nửa tháng. Bây giờ tôi sẽ đến Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, nhiều nhất là 20 phút. Tôi cần tên Liễu Quốc Trung này xuất hiện trước mặt tôi, giải thích đàng hoàng với tôi. Nếu không, Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà không cần tồn tại nữa, tôi thành lập lại cái mới. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Vâng vâng vâng, cậu Tiêu, cậu bớt giận, tôi lập tức thông báo với Liễu Quốc Trung, hỏi thăm tình hình. Lý Trường Thắng lo sợ, trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 327, đừng hòng ra khỏi đây. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, giọng nói ôn hòa của một người đàn ông trung niên vang lên. Khương Vi Nhan đẩy cửa ra, thấy trên bàn làm việc, một người đàn ông trung niên đang pha trà. Chào ông, Phó Hội trưởng Mạnh, tôi là Khương Vi Nhan, tôi đến đây vì việc của nhà máy Thiên Tường, Khương Vi Nhan nói thẳng vào vấn đề. Mạnh Hưng Hiền pha hai tách trà, đặt lên bàn. Đưa tay ra hiệu nói, trà vừa pha, tiểu thư Khương muốn thử không? Khương Vi Nhan nhớ lại sự việc lần trước của Lý Sóc nên không uống trà vội mà cười nói, tôi không uống. Mạnh Hưng Hiền cũng không ép cô, tự mình uống vài ngụm, mỉm cười nói, tôi biết mục đích tiểu thư Khương đến tìm tôi, sự việc của nhà máy Thiên Tường, tôi cũng hết cách. Thông báo đã gửi đi rồi, thời hạn là nửa tháng, tiểu thư Khương chỉ cần quay về làm theo ý kiến trên tập tài liệu. Thu xếp môi trường và trang thiết bị của nội bộ nhà máy, nửa tháng sau có thể bãi bỏ lệnh ngăn cấm hoạt động. Nghe thấy vậy Khương Vi Nhan hơi lo lắng, nói, Phó Hội trưởng Mạnh, nhưng mấy vấn đề liên quan đến nhà máy của chúng tôi trong tập tài liệu căn bản không tồn tại. Mạnh Hưng Hiền cười đáp, tiểu thư Khương, cô vẫn còn quá trẻ, cô quay về tìm hiểu kỹ ý nghĩa của những tài liệu kia, nửa tháng sau, lệnh niêm phong nhà máy sẽ tự nhiên được bãi bỏ. Dứt lời. Mạnh Hưng Hiền đứng dậy, cầm tách trà trước mặt Khương Vi Nhan lên, lắc đầu nói, tiếc quá, tôi cứ nghĩ tiểu thư Khương thích uống trà cơ. Nghe xong, Khương Vi Nhan cũng đứng dậy, cầm lấy tách trà cười nói, Phó Hội trưởng Mạnh, thực ra tôi rất thích uống trà, trà của Phó Hội trưởng Mạnh pha nhất định rất ngon. Dứt lời, Khương Vi Nhan ngửa cổ uống trà, sau đó cười nói, Phó Hội trưởng Mạnh, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về việc của nhà máy. Mạnh Hưng Hiền nhìn Khương Vi Nhan uống hết tách trà, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với tiểu thư Khương, vấn đề nhà máy của các cô, thực ra cũng rất dễ giải quyết, đó là quay về sắp xếp một chút, ngày mai quay lại,
nếu không có vấn đề gì thì ngày mai có thể được bãi bỏ lệnh niêm phong. Thật sao? Khương Vi Nhan rất kích động, gương mặt ngập tràn nụ cười. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mơ màng nhìn bóng dáng Mạnh Hưng Hiền trước mặt đang gọi tên cô, tiểu thư Khương, cô không sao chứ? Khương Vi Nhan vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mặt mày xây sẩm ngã thẳng lên ghế sofa. Thấy Khương Vi Nhan nằm trên ghế sofa, Mạnh Hưng Hiền từ căng thẳng, hồi hộp dần biến thành bình tĩnh, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy dục vọng và hứng thú nhìn cơ thể xinh đẹp quyến rũ trước mắt. Đặc biệt là đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn mịn màng trước mặt mình. Mạnh Hưng Hiền nuốt nước bọt, đứng dậy, khóa cửa văn phòng lại, sau đó từng bước đi đến bên cạnh Khương Vi Nhan, cúi người, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Người phụ nữ này thật thơm. Không phải thơm kiểu nước hoa mỹ phẩm trang điểm, mà cơ thể Khương Vi Nhan tự có một loại mùi hương thơm mát. Mạnh Hưng Hiền rất kích động, giơ tay, run rẩy cởi dây thắt áo khoác của Khương Vi Nhan. Chiếc áo khoác từng chút được cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực đen viền ren, cũng lộ ra vóc dáng đầy đặn hoàn hảo của cô. Đường cong thật mềm mại. Cơ thể thật mê người. Khuôn mặt Mạnh Hưng Hiền lộ vẻ hưng phấn, miệng lưỡi khô khốc, tay ông ta chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ của Khương Vi Nhan. Nhưng, bịch, đột nhiên, cửa văn phòng bị một lực mạnh làm bật tung ra. Một bóng người giận dữ xuất hiện ở cửa. Một giây sau, bóng người đó lao thẳng tới, từ phía sau túm lấy cổ áo Mạnh Hưng Hiền, ném ông ta bay ra sau, gầm lên giận dữ, ông muốn chết à. Dầm một tiếng, Mạnh Hưng Hiền bị ném văng ra ngoài, nặng nề đập lên bàn làm việc rồi ngã nhào xuống đất. Đợi đến lúc ông ta bò lên, xoa mũi, phát hiện máu chảy ròng ròng, răng cũng lung lay vài cái. Ông ta trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh Khương Vi Nhan, giận dữ quát, mẹ kiếp mày là ai? Có biết đây là đâu không hả? Ai cho mày vào đây? Còn dám đánh tao, mày muốn chết à? Mạnh Hưng Hiền giận dữ gầm lên, âm thanh như một con quái vật, chấn động đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy. Lúc đó, ngoài cửa tụ tập không ít nhân viên nội bộ của Hiệp hội Doanh nghiệp. Mấy nhân viên bảo vệ và bảy ông chủ nhà máy, cũng vội vội vàng vàng xông vào. Khi bọn họ thấy Mạnh Hưng Hiền máu me đầy mặt như vậy, đột nhiên lo lắng, hắng giọng hỏi. Phó hội trưởng Mạnh, ông bị làm sao thế? Ôi trời ơi, ai đánh phó hội trưởng Mạnh ra nông nỗi này, không muốn sống nữa sao? Mày là ai, dám xông vào phòng làm việc của phó hội trưởng Mạnh, bảo vệ đâu, mau bắt hắn lại. Người này dám làm loạn ở văn phòng làm việc của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị. Mấy ông chủ nhà máy lập tức đỡ Mạnh Hưng Hiền dậy, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn phẫn nộ quát. Ngay lập tức, mấy nhân viên bảo vệ kia lấy gậy chống bạo loạn từ bên hông ra, lạnh lùng bước về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này gương mặt Tiêu Chính Văn lạnh băng, toàn thân bừng bừng sát khí, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Sau đó anh đứng dậy, siết chặt nắm đấm, đôi mắt sáng như đại bàng, dương mắt nhìn mấy nhân viên bảo vệ đang bước tới. Mẹ kiếp, thằng này, còn dám làm loạn ở đây, muốn chết à? Lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Nếu không, chúng tôi sẽ ra tay. Vài nhân viên bảo vệ hét lên, vung gậy trong tay lên nhắm thẳng vào đầu của Tiêu Chính Văn. Nhưng mà, một giây sau, chỉ với mấy đòn tấn công, vài tiếng bịch bịch, mấy tên bảo vệ trợn tròn mắt rồi ngã lăn xuống đất. Trên mặt của mỗi tên, đều là vết in hằn vết đỏ như bao cát boxing, máu mũi chảy ròng ròng. Cảnh tượng này đã dọa những người xung quanh sợ chết khiếp. Bảy ông chủ kia, đứng đầu là Thiệu Hoa Đào đứng ngăn cản phía trước, vừa sợ hãi vừa tức giận quát, mày, là ai? Sao lại dám làm loạn ở đây? Mày có biết đây là Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà không? Người mà mày vừa ra tay là phó hội trưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Chỉ cần ông ấy nói một câu thì mày sẽ thất nghiệp, thậm chí cả họ nhà mày, người thân, bạn bè, tất cả đều bị liên lụy. Tuy nhiên, gương mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng u ám, đôi mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm Thiệu Hoa Đào và Mạnh Hưng Hiền đằng sau, nói tôi là chồng của Khương Vi Nhan. Lý do này đã đủ chưa? Nghe thấy vậy, Thiệu Hoa Đào sửng sốt, sau đó cười khẩy nói, mày chính là thằng vô dụng ăn bám đấy. Con chó hoang Tiêu Chính Văn à, thằng nhóc, tao cảnh cáo mày,
Đây là hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà, nếu mày dám làm chuyện gì quá đáng thì cẩn thận mày và vợ mày. Bịch. Tiêu Chính Văn ra tay, một đòn đấm thẳng vào mặt Thiệu Hoa Đào khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn nắm cổ áo của Mạnh Hưng Hiền lôi ra từ đám đông, hắng giọng hỏi ông đã làm gì vợ tôi. Mạnh Hưng Hiền vô cùng sợ hãi, hét lên, cái gì mà tôi đã làm gì vợ cậu chứ? Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì. Vợ cậu đột nhiên ngất xỉu, tôi đang chuẩn bị gọi cô ta dậy, cậu đột nhiên xông vào, không làm rõ mọi chuyện đã ném tôi ra ngoài. Tôi còn chưa tính toán với cậu đâu. Mạnh Hưng Hiền biết, hiện giờ chỉ có thể thừa nước đục thả câu. Dù sao, đối phương cũng không có bằng chứng. Hơn nữa, loại thuốc đó, Thiệu Hoa Đào đã nói rằng, sau khi mọi việc kết thúc thì đối phương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, có thể ví như chết không đối chứng. Những người đứng xem ngoài cửa, lập tức cũng bắt đầu công kích. Cái cậu này bị làm sao thế? Phó hội trưởng Mạnh của chúng tôi là người tốt, cậu đừng ngậm máu phun người. Đây là con chó hoang nhà họ Tiêu, giờ còn ở đây ra vẻ hung dữ, mau gọi người tới bắt cậu ta đi. Mau thả phó hội trưởng Mạnh của chúng tôi ra, nếu không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Trước sự đồng tình và ủng hộ của mọi người, Mạnh Hưng Hiền như có thêm dũng khí, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Tiêu Chính Văn, cậu thanh niên này, tôi khuyên cậu lập tức thả tôi ra, đồng thời, hãy xin lỗi tôi và những nhân viên bảo vệ của Hiệp hội Doanh nghiệp vì hành vi ban nãy của cậu. Nếu không, hôm nay cậu đừng hòng ra khỏi tòa nhà của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Bao gồm cả vợ cậu cũng phải trả giá cho sự ngu ngốc và sắc sược của cậu. Cậu hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Chương 328, Hội trưởng Liễu đến. Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên u ám, sát khí ẩn hiện trong đáy mắt như bao phủ cả tòa nhà lớn. Ông nói vợ tôi tự ngất xỉu sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, sát khí trong đáy mắt cứ thế bộc phát ra. Không sai, vợ cậu đến văn phòng tìm tôi vì chuyện của nhà máy Thiên Tường, mới nói được vài câu thì cô ta đã tự ngất ra đấy rồi. Mạnh Hưng Hiền sững sờ, sau đó đỏ mặt tía tai gào lên. Vậy thì tại sao áo khoác của vợ tôi lại bị cởi ra? Tiêu Chính Văn phẫn nộ gầm lên, chấn động tới mức tai của tất cả mọi người đều trở nên đau nhức. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra Khương Vi Nhan đang nằm trên sofa đã bị cởi mất áo khoác ngoài, nếu như không phải Tiêu Chính Văn đến kịp lúc thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vậy nên, tất cả mọi người đều câm như hến, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Hưng Hiền. Không phải chứ, phó hội trưởng Mạnh thật sự có thể làm ra loại chuyện như thế sao? Chuyện này, đàn ông mà, tiểu thư Khương có vẻ ngoài thật sự xinh đẹp động lòng người, cơ thể lại còn quyến rũ, nói không chừng phó hội trưởng Mạnh. Vậy chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc phải nói giúp cho ai đây? Ngoài cửa có nhân viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà đang đứng hóng chuyện, còn có không ít ông chủ và người đại diện doanh nghiệp tới xử lý công việc, lúc này đều đồng loạt dỉ tai nhau bàn tán. Mạnh Hưng Hiền thấy xấu hổ, lập tức đẩy hết mọi vấn đề sang cho Khương Vi Nhan. Gào lên, rõ ràng cậu đang nói linh tinh. Cái áo khoác này, là vợ cậu tự cởi. Nhà máy Thiên Tường gì đó có chút vấn đề, hôm nay tôi đã cho niêm phong và tạm dừng mọi hoạt động sản xuất nửa tháng. Ban nãy vợ cậu chạy tới đây chính là vì chuyện của nhà máy, cô ta còn muốn quyến rũ tôi. Đúng, chính là quyến rũ tôi, là cô ta tự cởi áo khoác, cô ta là một con đàn bà đê tiện. Ngay lập tức. Tất cả mọi người đều hít sâu vào một hơi khí lạnh. Sáu ông chủ còn lại kia cũng phản ứng lại, gào mồm lên. Đúng đúng đúng, chúng tôi có thể làm chứng cho phó hội trưởng Mạnh. Ban nãy lúc vợ cậu vào đây đã bắt đầu ưỡn ẹo rồi. Không sai, vợ cậu là loại người thế nào cả Tu Hà này đều biết, cô ta là một con đàn bà vô liêm sỉ. Tiêu Chính Văn, đây là do vợ cậu phản bội cậu, sao cậu có thể trút giận lên người phó hội trưởng Mạnh được chứ? Xin lỗi, mau xin lỗi ngay đi. Lúc này, cả đám người lại bắt đầu nhốn nháo chỉ trích Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, trong mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng, nắm đấm kêu lên răng rắc, cơ thể cũng bộc phát ra khí thế bá đạo mà uy nghiêm, anh phẫn nộ nói, ông nói vợ tôi cố ý quyến rũ ông sao? Không sai, Mạnh Hưng Hiền khẳng định. Bốp, Tiêu Chính Văn hung hăng đấm thẳng vào bản mặt khiến người khác phải mắc ói của Mạnh Hưng Hiền.
Cú đấm này lại giáng thẳng vào chiếc mũi vừa mới ngừng chảy máu của Mạnh Hưng Hiền, máu mũi không ngừng chảy ra, thậm chí còn gãy thêm cả vài cái răng. A a a! Mạnh Hưng Hiền kêu lên oai oái, may mà có mấy ông chủ đứng đằng sau đỡ lấy, ông ta che mũi, chỉ vào Tiêu Chính Văn, điên cuồng hét lên, mày mày mày, đúng là hống hách mất dạy. Đây là hiệp hội doanh nghiệp Tu Hà mà mày cũng dám ra tay với tao. Tao phải cho người bắt mày lại, đánh gãy tay chân mày luôn cho mày biết mặt. Thằng danh, mày điên rồi, mày dám đánh phó hội trưởng Mạnh Thành ra như vậy. Mày không muốn tồn tại ở Tu Hà này nữa hay sao? Gọi người, mau gọi người tới đây, bắt cái tên hung hăng tàn bạo này lại. Mấy ông chủ cũng bắt đầu hô hào. Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng buồn để ý tới việc bọn họ kêu gào, anh cầm lấy tách trà trên bàn, nói với Mạnh Hưng Hiền, phó hội trưởng Mạnh. Ông nói vợ tôi cố ý quyến rũ ông, vậy thì tại sao trong tách trà này lại có mùi thuốc bột nhàn nhạt? Hơn nữa, trong móng tay của ông cũng có vụn của một loại thuốc bột màu xanh. Nếu như tôi đoán không sai thì đây có lẽ là thuốc của nước ngoài, có thể khiến cho người ta mất đi năng lực hành động ngay lập tức, thậm chí sau đó sẽ không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của Mạnh Hưng Hiền rồi giơ ngón tay của ông ta lên cho mọi người xem. Mạnh Hưng Hiền hoảng hốt. Sáu ông chủ sau lưng ông ta cũng hoang mang. Chuyện này, sao Tiêu Chính Văn có thể biết được chứ? Mày ăn nói linh tinh, tao hoàn toàn không hiểu mày đang nói gì. Đây, đây là do ban nãy tao đi thị sát một số nhà máy đã bị dính vào tay. Mạnh Hưng Hiền rút tay lại, vẻ mặt hoảng loạn, nhìn Tiêu Chính Văn rồi gào lên. Vậy sao, vậy có cần tôi mang tách trà này đến bệnh viện kiểm tra hay không? Rồi lại kiểm tra thêm cơ thể vợ tôi nữa là sẽ biết ngay ông có nói dối hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Câu nói này dọa Mạnh Hưng Hiền sợ khiếp vía, nếu như kiểm tra thì tất cả chân tướng sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Vậy nên, ông ta liền nghiến răng rồi gào lên với trợ lý của mình lúc này đang đứng cạnh cửa chính, ngây ra đấy làm gì? Còn không mau gọi người đến, cậu ta điên rồi, còn dám ngậm máu phun người, vu cáo tôi ở đây. Mau gọi người tới bắt cậu ta lại. Trợ lý nghe thấy vậy liền vội vàng định chạy ra ngoài gọi người tới. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lạnh lùng vội vàng dẫn theo vài vệ sĩ, còn có cả thanh tra của cơ quan chấp pháp bước tới. Hỗn láo, để tôi xem ai dám bắt cậu Tiêu lại. Tiếng hét này vang khắp cả 6 tầng. Đám người đưa mắt trông sang, nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi đang bước nhanh tới với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc Mạnh Hưng Hiền nhìn thấy người đàn ông này thì hoàn toàn kinh ngạc, hô lên, hội trưởng. Ông về từ khi nào vậy? Liễu Quốc Trung đi nhanh tới, phẫn nộ nhìn Mạnh Hưng Hiền, giơ tay lên rồi giáng xuống một cái tát. Bốp! Cái tát này vang khắp cả 6 tầng lầu. Mạnh Hưng Hiền, nhìn xem ông làm ra cái trò gì đây? Tôi không có mặt ở Hiệp hội Doanh nghiệp là ông bắt đầu hung hăng lộng hành có đúng không? Liễu Quốc Trung tức giận nói, khóe mặt run lên vì phẫn nộ. Mạnh Hưng Hiền che bên má đang sưng tấy với vẻ mặt ấm ức, trong lòng phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, ấm ức gào lên, hội trưởng Liễu. Sao ông lại đánh tôi? Do cái tên khốn nạn này đến gây chuyện, ông nhìn xem, cậu ta đánh tôi ra nông nỗi này này rồi. Còn cả mấy bảo vệ này đều bị thằng khốn này đánh. Liễu Quốc Trung phẫn nộ trừng mắt nhìn Mạnh Hưng Hiền, lạnh lùng hừ một tiếng, quát lên, đánh ông sao? Cậu Tiêu không giết ông luôn đã là nhân từ lắm rồi. Mạnh Hưng Hiền ngơ ngác, mắt trợn tròn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Liễu Quốc Trung đi nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn, khom lưng cúi đầu, nói với vẻ vô cùng cung kính. Cậu Tiêu, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi, khiến cậu và vợ cậu phải chịu ấm ức. Soạt! Trong nháy mắt, cả căn phòng liền trở nên tĩnh lặng. Liễu Quốc Trung, hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà vậy mà lúc này lại phải cúi mình trước Tiêu Chính Văn. Chuyện này, là sao chứ? Mạnh Hưng Hiền sững sờ. Sáu ông chủ sững sờ. Tất cả mọi người chứng kiến xung quanh cũng sững sờ. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn thờ ơ hỏi một câu, ông là Liễu Quốc Trung à? Liễu Quốc Trung nhanh chóng gật đầu đáp lời, vâng. Tiêu Chính Văn gật đầu nhìn đồng hồ, nói, vẫn chưa tính là muộn. Chuyện này ông định giải quyết thế nào? Liễu Quốc Trung nghe vậy thì vội vã nói, cậu Tiêu, cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý.
Nói xong, Liễu Quốc Trung liền xoay người quát mắng Mạnh Hưng Hiền. Mạnh Hưng Hiền, ông bị tình nghi lạm dụng quyền lực của Hiệp hội Doanh nghiệp, dùng quyền lực mưu đồ riêng tư, câu kết với thương nhân, ác ý làm nhiễu loạn quan hệ cạnh tranh trên thị trường, còn cố ý niêm phong nhà máy Thiên Tường. Từ bây giờ trở đi, chức vụ phó hội trưởng của ông bị bãi bỏ. Ngoài ra, nhân viên của bộ phận thanh tra Tu Hà sẽ dẫn ông trở về điều tra. Nếu như không muốn ngồi tù nốt phần đời còn lại thì phải phối hợp hết mọi khả năng, giải thích rõ ràng vấn đề của bản thân ông. Nói xong, người của bộ phận thanh tra tiến lên trước, lấy ra lệnh bắt giữ và nói với Mạnh Hưng Hiền, Mạnh Hưng Hiền, phiền ông đi cùng chúng tôi một chuyến. Mạnh Hưng Hiền ngơ ngác, gào lên, hội trưởng, hội trưởng. Ông đang làm gì vậy? Tôi vô tội mà. Chương 329, Hắc Hổ. Nhưng Mạnh Hưng Hiền chẳng có cơ hội được lên tiếng, ông ta đã bị lôi đi. Ở bên này, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Liễu Quốc Trung, ôm lấy Khương Vi Nhan đã hôn mê, hỏi, phòng nghỉ ở chỗ nào? Liễu Quốc Trung lập tức đáp, ở bên này, mời cậu Tiêu đi theo tôi. Liễu Quốc Trung nhanh chóng dẫn Tiêu Chính Văn đến phòng nghỉ của ông ta ở tầng cao nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp. Tiêu Chính Văn đặt Khương Vi Nhan nằm thẳng xuống giường, sau đó giơ tay, lấy mấy cây châm được làm từ thép không gỉ ở thắt lưng ra, cẩn thận và nhẹ nhàng đâm vào mấy huyệt như khí xá, linh hư, thần phong của cô. Khương Vi Nhan nôn khan một tiếng, rồi bỗng bừng tỉnh, phun sạch nước trà trong dạ dày ra. Đầu óc cô mơ hồ, nhìn thấy Tiêu Chính Văn trước mặt đang dùng khăn ấm lau mồ hôi cho mình. Tiêu Chính Văn, sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu vậy? Lúc này Khương Vi Nhan vẫn còn hơi yếu ớt, cả người không còn chút sức nào, nhỏ giọng hỏi. Đây là phòng nghỉ của Hiệp hội Doanh nghiệp, vừa nãy em bị ngất, người phụ trách của Hiệp hội Doanh nghiệp gọi điện thoại cho anh. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, không kể với câu chuyện của Mạnh Hưng Hiền. Khương Vi Nhan nheo mắt, không nhớ được chuyện trước đó, cô chỉ nhớ mình uống trà, nói được mấy câu với Mạnh Hưng Hiền, sau đó thì mất ý thức. Thế phó hội trưởng Mạnh đâu anh? Em còn phải bàn chuyện nhà máy với ông ta nữa. Khương Vi Nhan vội vàng định xuống giường, nhưng chân bỗng mềm nhũn ra, ngã thẳng vào lòng Tiêu Chính Văn. Đồ ngốc, bây giờ em vẫn còn yếu, phải nghỉ ngơi lúc nữa. Chuyện nhà máy anh đã giải quyết xong rồi, em không cần lo lắng đâu. Tiêu Chính Văn khẽ ôm Khương Vi Nhan đang mềm oạt trong lòng, chóp mũi vấn vương mùi thơm nhẹ nhẹ trên người cô. Lúc này, Khương Vi Nhan dựa vào lòng Tiêu Chính Văn, cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự yên tâm, nói, thật không? Thế thì tốt quá, cảm ơn anh, lần nào anh cũng phải giúp em. Em với anh thì cảm ơn gì chứ? Em là vợ anh mà, Tiêu Chính Văn cười nói. Hai người cùng hưởng thụ sự bình yên. Cùng lúc đó, Đỗ Bá Đào đã nhận được tin phó hội trưởng Mạnh Hưng Hiền của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà bị điều tra. Dầm. Ông ta đấm mạnh lên mặt bàn, sắc mặt lạnh lùng, nói, lập tức bảo Hắc Hổ ra tay. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Ngoài ra, nhất định phải lấy được đơn bãi nại có dấu tay của Khương Vi Nhan. Vâng, thưa chủ tịch, Từ Khắc An lập tức gọi điện thoại cho Hắc Hổ, lạnh lùng nói, ông chủ bảo anh ra tay luôn đi. Ở đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông vạm vỡ đang đứng ở trạm xe buýt ven đường, sắc mặt lạnh tanh. Khóe miệng còn có một vết sẹo khiến người ta sợ hãi, mặc chiếc áo phông màu đen, đội mũ lưỡi chai, che gần hết mặt. Được. Gã thấp giọng nói xong liền cúp máy, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm cổng chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Chính Văn cùng Khương Vi Nhan vừa khỏe lại bước ra khỏi Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Bây giờ Khương Vi Nhan cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chuyện nhà máy đã được đích thân hội trưởng Liễu Quốc Trung giải quyết. Tuy cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mình rất may mắn. Tiêu Chính Văn, em về nhà máy trước nhé, Khương Vi Nhan đứng ở cổng, mỉm cười nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, vẫy tay với cô, nói, đi chậm thôi, tối nay em muốn ăn gì? Khương Vi Nhan bước về phía trạm xe buýt, quay đầu hét lên, cá chép chua ngọt, na na muốn ăn từ lâu rồi. Được, Tiêu Chính Văn cười đáp. Tận mắt thấy Khương Vi Nhan lên xe buýt rồi mới yên tâm xoay người rời đi. Bên Đỗ Tình Tuyết vẫn còn có việc, anh phải đến đó một chuyến, dù gì bây giờ anh cũng là vệ sĩ thân cận của cô ta. Nhưng, đúng lúc Khương Vi Nhan lên xe,
trong đám người đang chen lên xe phía sau, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông sắc mặt lạnh tanh. Hắc Hổ. Đến tận lúc xuống xe, Hắc Hổ vẫn luôn ngồi sau Khương Vi Nhan hai hàng ghế, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng. Sau khi xuống xe, Khương Vi Nhan liền đi về phía nhà máy, bởi vì quanh khu này đều là nhà máy, vậy nên khá hẻo lánh. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên Khương Vi Nhan cảm thấy có người đi theo phía sau, cô quay phát lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Là ảo giác của mình sao? Khương Vi Nhan hoài nghi lắc đầu, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, cô quay lại, lập tức kinh hãi hét lên một tiếng. Bởi vì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đàn ông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, mang theo nụ cười lạnh lùng u ám. Khương Vi Nhan còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã giơ tay đánh một phát vào cổ, khiến cô ngã xuống đất. Hắc Hổ nhìn người đẹp yếu ớt ngã trước mắt mình, giọng khàn khàn nói, không ngờ nhiệm vụ lần này lại đơn giản như vậy, chỉ là đối phó mấy người bình thường. Nhưng con đàn bà này cũng được đấy, hơ hơ, lâu lắm rồi không được ăn thịt, hôm nay được nếm thử rồi. Lúc nói, Hắc Hổ nở nụ cười lạnh lùng dâm đãng, gã cúi xuống, vác Khương Vi Nhan lên vai, biến mất ở đoạn đường gần đó. Một lúc sau, Hắc Hổ ném Khương Vi Nhan vào một cái hầm tối tăm ẩm ướt, gã mò được điện thoại trong chiếc túi sách của cô, lục tìm danh sách cuộc gọi, lập tức tìm thấy số điện thoại của Tiêu Chính Văn. Gã bấm gọi. Còn lúc này, Tiêu Chính Văn đang đi thị sát một mảnh đất thương mại mới khai thác mở rộng của tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà cùng Đỗ Tình Tuyết, vị trí khá hẻo lánh, xung quanh toàn là nông dân, bởi vì chê chi phí đền bù tháo dỡ di rời thấp, nên lúc này họ đang tụ tập chuẩn bị gây chuyện. Nhưng trên thực tế, Đỗ Tình Tuyết đã trả theo đúng tiêu chuẩn tháo dỡ di rời của Tu Hà, thậm chí còn cho mỗi nhà thêm 100.000 tệ. Nhưng những nông dân này không biết chính sách, lại bị mấy tên du côn và người đứng đầu trong thôn xúi giục, hôm nay liền tập trung lại, đưa ra một yêu cầu vô lý là cho mỗi nhà thêm 500.000 tệ nữa. Đỗ Tình Tuyết không thể không đích thân đến nơi, giải thích với từng người một. Lúc này, Đỗ Tình Tuyết đã nói đến khô miệng chóc môi, nhưng mấy chục người nông dân này vẫn không chịu nhượng bộ chút nào. Nhất là mấy tên du côn dẫn đầu, vừa vô lễ vừa vênh váo. Đột nhiên điện thoại rung lên, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Đỗ Tình Tuyết, lặng lẽ bước sang một bên, lấy điện thoại ra, thấy là Khương Vi Nhan gọi đến. Khóe miệng anh nở nụ cười, bấm nút nghe, nói, sao thế, lại nhớ anh rồi à? Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là im lặng. Sau đó, một giọng cười lạnh lùng u ám vang lên, trầm thấp nói, vợ mày ngon đấy, bây giờ cô ta đang ở trong tay tao. Cả người Tiêu Chính Văn lập tức tỏa ra sự lạnh lẽo ngút trời, anh trầm giọng quát, mày là ai? Tao là người lấy mạng mày, ha ha, tao còn phát hiện một tấm ảnh chụp chung trong điện thoại, bọn mày có một đứa con gái rất đáng yêu ngoan ngoãn, đang đi học ở trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã đúng không? Ha ha, bây giờ tao sẽ đến đó, nếu mày nhanh chân, có khi chúng ta có thể gặp nhau ở cổng trường đấy. Nói xong, điện thoại đột ngột bị ngắt. Khoảnh khắc đó, mắt Tiêu Chính Văn đỏ ngầu, cả người tỏa ra sát khí khủng khiếp. Luồng sát khí này khiến những người nông dân đang gây chuyện đều giật nảy mình nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đến Đỗ Tình Tuyết cũng vội vàng quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Sát khí mạnh quá. Đến người bình thường cũng cảm nhận thấy. Tiêu Chính Văn. Đỗ Tình Tuyết kêu lên một tiếng, nhưng Tiêu Chính Văn đã chui thẳng vào một chiếc xe bình thường nhưng cảm giác anh phóng với tốc độ cao nhất, lao đi như một mũi tên. Chương 330, mày coi thường tao quá. Trên xe, Tiêu Chính Văn thử gọi vào điện thoại của Khương Vi Nhan, nhưng máy đã tắt nguồn. Sau đó, anh lập tức gọi cho giáo viên của Nana là Tô Uyển. Tô Uyển đang chơi trò chơi với các bạn nhỏ, lúc nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, cô ta tỏ vẻ khó hiểu, nói, anh Tiêu, có chuyện gì vậy? Nana có ở trường không? Tiêu Chính Văn vội vàng hỏi, đồng thời giẫm mạnh chân ga, vượt liền mấy cái đèn đỏ. Nana. Tô Uyển nhìn các bạn nhỏ gần đó, thấy Nana đang được mấy bạn khác vây quanh chơi cùng, liền cười đáp, cô bé đang chơi với các bạn nhỏ khác, sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Cô Tô, trước khi tôi đến trường, cô không được để cho bất cứ ai đón Nana đi. Tiêu Chính Văn nói xong liền cúp máy. Vù vù. Động cơ xe phát ra tiếng gầm rú, lái như bay đến trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã.
Vẻ mặt Tô Uyển sững sờ, nhìn Nana một cái, thấy các bạn nhỏ đang cười rất vui vẻ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Uyển khó hiểu lẩm bẩm một câu. Còn ở bên này, ngoài hàng rào trường học, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, toàn thân tỏa ra sát khí, dưới chiếc mũ là nụ cười lạnh lùng u ám, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm các bạn nhỏ đang chơi trò chơi. Đồng thời, gã lấy điện thoại ra, nhìn tấm ảnh chụp chung trong đó, chắc chắn bạn nhỏ ở chính giữa là mục tiêu mà gã cần tìm. Cùng lúc đó, ở cổng trường học cách đó không xa, một chiếc xe đầu bốc khói, đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe chói tai vang khắp trường. Tiêu Chính Văn đạp cửa xe ra, lao xuống với vẻ mặt lo lắng, rồi xông vào trong trường. Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của Hắc Hổ đang đứng ngoài hàng rào gần đó. Sau đó, gã nhìn thấy Tiêu Chính Văn bế Nana lên, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Hắc Hổ nhếch mép cười khẩy, gọi cho Tiêu Chính Văn, nói, lúc ôm con gái chắc mày thấy yên tâm lắm nhỉ. Đột nhiên, lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong trường bế Nana, hai mắt anh bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương, tầm mắt lập tức khóa chặt lấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai cách đó một hàng rào. Vợ tao đâu rồi, nếu mày dám làm bất cứ chuyện gì với cô ấy, thì mày sẽ chết không chỗ chôn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt tỏa ra sát khí ngút trời. Luồng sát khí này khiến Hắc Hổ hơi sững sờ, sau đó gã cười sằng sặc, quả nhiên mày không phải người bình thường, sát khí này ít nhất cũng phải là binh vương cấp 3 sao. Thảo nào có thể đánh bại sát lang chỉ với một chiêu. Bây giờ tao bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi đấy, lâu lắm không gặp được đối thủ như mày rồi. Hy vọng mày không khiến tao thất vọng, tao sẽ chờ mày ở ngọn núi hoang ngoại ô phía tây. Dứt lời, Hắc Hổ cúp máy, rồi xoay người rời đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, sát khí tỏa ra bốn phía. Vừa rồi, chủ yếu vì sợ khiến các bạn nhỏ khác kinh hãi, nên Tiêu Chính Văn không bùng phát toàn bộ sát khí trên người ra. Nhưng trong lòng anh quá tức giận, trong vô thức cứ thế để lộ ra chút sát khí. Chút sát khí này đã khiến Hắc Hổ nghĩ rằng Tiêu Chính Văn là một cường giả có thực lực của binh vương cấp 3 sao. Tiêu Chính Văn đưa Nana cho Tô Uyển, sau khi dặn đi dặn lại, anh mới xông ra khỏi trường, lái xe một mạch đến ngọn núi hoang ở ngoại ô phía tây. Ở đó có một cơ sở quân sự đã bị bỏ hoang. Lúc này, Khương Vi Nhan đã bị trói chân tay, quỳ dưới đất, nước mắt như mưa, cố gắng giãy giụa. Cô nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên bậc thềm, lớn tiếng gào thét Tiêu Chính Văn. Anh đừng lên đây, anh đi đi, đi đi, hãy chăm sóc Nana thay em. Hắc Hổ đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng cảm động lắc đầu, nói cảnh tượng mới cảm động làm sao, đáng tiếc. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt Hắc Hổ, trong mắt anh tỏa ra sát khí rời non lấp bể. Anh nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ dưới đất, dịu dàng cười nói, anh đến rồi đây, em yên tâm, anh sẽ cứu em ra. Khương Vi Nhan muốn khóc mà chẳng còn nước mắt, không ngừng lắc đầu hét lên, đừng mà, em xin anh hãy mau đi đi. Hai chúng ta không thể cùng chết ở đây được. Đương nhiên Khương Vi Nhan cũng biết đối phương muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Tiêu Chính Văn không nói gì, quay lại nhìn Hắc Hổ đang đứng trước mặt, trong mắt là sát khí lạnh lùng, cả người như một thanh hàn kiếm đang tuốt vỏ. Hắc Hổ nở nụ cười nham hiểm, tháo chiếc mũ lưỡi chai xuống, để lộ gò má vô cùng khủng khiếp và méo mó, xoay cổ mấy cái, cười sằng sặc nói, mày đến thật đấy à? Xem ra cô ta rất quan trọng đối với mày. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tao. Câu nói này khiến nước mắt Khương Vi Nhan trào ra như đê vỡ. Còn Hắc Hổ lại cười khinh bỉ, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mày sao? Ha ha, vậy để tao xem mày có thể làm được những gì vì cô ta. Chết đi. Cơ thể Hắc Hổ đột nhiên bùng phát, hai chân dẫm mạnh xuống đất, một nắm đấm như hổ đen gầm thét. Chấn động rừng sâu, đánh thẳng về phía khuôn mặt của Tiêu Chính Văn. Đứng trước đối thủ mạnh mẽ, không cần nói nhiều, chỉ cần thực lực. Hơn nữa, từ đầu đến giờ Hắc Hổ vẫn nghĩ Tiêu Chính Văn chỉ có thực lực của binh vương cấp 3 sao mà thôi. Vậy nên gã không dồn hết sức vào nắm đấm này, mà chỉ dùng 7 phần. Gã muốn chơi đùa Tiêu Chính Văn trước, để anh hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Sau đó sẽ chơi đùa vợ anh ngay trước mặt anh, khiến anh sụp đổ tinh thần. Cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ Đỗ Bá Đào giao cho. Nhưng,
Đối mặt với nắm đấm hung ác mạnh mẽ như sấm sét này, Tiêu Chính Văn vẫn đứng im tại chỗ. Anh nhíu mày, lạnh lùng nói, thực lực của binh vương cấp 4 sao, đúng là không tồi, nhưng mày coi thường tao quá, chỉ dùng có 7 phần thực lực. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cũng tung nắm đấm ra. Nắm đấm này không có khí thế sét đánh như của hắc hổ, chỉ là một nắm đấm đơn thuần. Nhưng, một tiếng bốp vang lên. Nắm đấm của hắc hổ và Tiêu Chính Văn va vào nhau, khoảnh khắc đó, hắc hổ nở nụ cười tàn nhẫn và dữ tợn, nói, quát con. Mày nổ quá, binh vương cấp 4 sao là sự tồn tại mà mày vĩnh viễn không thể thắng được đâu. Đi chết đi. Nhưng, nụ cười của gã còn chưa kịp nở, đã lập tức bị thay thế bởi sự kinh hoàng. Bởi vì, trong khoảnh khắc đó, hắc hổ cảm giác nắm đấm của mình như đấm phải một tảng đá vĩnh viễn không thể phá được. Rắc, tiếng xương gãy lập tức vang vọng xung quanh. Hắc hổ trơ mắt nhìn nắm đấm của mình, xương tay gã đang nứt gãy từng chút một. Minh vương cấp 4 sao? Không thể thắng được sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại, đồng thời một luồng lực âm thông qua nắm đấm truyền ra. Cả người hắc hổ lập tức bị nắm đấm của Tiêu Chính Văn đánh bay ra ngoài mấy mét, loạng choạng lùi lại. Lúc gã đứng vững lại được, thì nắm tay phải đã hoàn toàn biến dạng, xương trắng lòi ra, máu thịt be bét. Thậm chí, mặt đất dưới chân gã cũng vì luồng xung lực khi lùi lại mà để lại nửa dấu chân rất sâu. Khoảnh khắc đó, hắc hổ thấy kinh hoàng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Gã nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không dám tin, giọng nói run rẩy, hỏi thực lực của mày không phải là binh vương cấp 3 sao? Mày là quân vương. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hắc hổ, cả người gã như bị sét đánh. Một người khủng bố có thực lực của quân vương. Gã chẳng thể nào mà đánh nổi. Tuy thực lực của binh vương cấp 4 sao đứng đầu ở Tu Hà, thậm chí là ở tỉnh. Nhưng cho dù có thực lực như vậy, thì đứng trước một người có thực lực quân vương chuẩn 1 sao vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Người ta vung tay một cái là có thể tiêu diệt rồi. Hơn nữa, hắc hổ có thể cảm giác được Tiêu Chính Văn trước mắt này chắc chắn không chỉ có thực lực là quân vương chuẩn 1 sao. Rất có khả năng là quân vương huyền cấp 2 sao. Nhưng, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn cười lạnh lẽo, ánh mắt tỏa ra sát khí, nói quân vương. Mày cũng coi thường tao quá đấy. Hắc hổ ngây người, cũng tỏ vẻ kinh hãi. Hắn không chỉ có thực lực của quân vương. Sao có thể thế được? Trên quân vương chính là chiến thần đó. Chương 331, chủ soái. Mày là chiến thần. Hắc hổ tỏ vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn trừng. Chiến thần cơ đấy. Đó là sự tồn tại chẳng khác gì mây trên trời. Nếu người có thực lực quân vương muốn giết gã, chỉ cần động một ngón tay là được. Còn một chiến thần muốn giết gã thì chẳng cần phải động tay. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt là đã có thể khiến gã chết vì sợ. Đây chính là sự khủng khiếp và uy lực của chiến thần. Dù gì thì ở Hoa Quốc cũng chỉ có 20, 30 người là chiến thần. Ai cũng là nhân vật có máu mặt trong chiến khu. Ai cũng là tướng quân vô thượng tung hoành chiến trường chém giết thiên quân vạn mã. Có thể nói, chiến thần nổi giận, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Hắn là một chiến thần sao? Không thể nào. Hắc hổ hoàn toàn không tin người đàn ông trước mặt gã là một chiến thần nằm ngoài tầm với của gã. Tại sao một sự tồn tại như vậy lại ở nơi nhỏ bé như Tu Hà này chứ? Nhưng đúng lúc hắc hổ đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chính Văn đã cười lạnh lùng, nói, chiến thần. Mày đang coi thường tao đấy à? 8 thuộc hạ của tao đều là chiến thần. Không phải là chiến thần. Hắn không phải là chiến thần. Mà 8 thuộc hạ của hắn đều là chiến thần. Hắc hổ bỗng chốc sững sờ, đầu óc như bị sét đánh. Không phải là chiến thần, lẽ nào là sự tồn tại cấp chủ soái sánh ngang với trời? Không thể nào, tuyệt đối không thể thế được. Những người có thực lực cấp chủ soái ở Hoa Quốc chỉ có không đến 10 người. Ai cũng là người khổng lồ trấn giữ một phương. Ai cũng là vinh quang và ánh sáng của Hoa Quốc. Chủ soái. Đó là sự tồn tại với thực lực chẳng khác gì trời trên thế giới này. Nếu chiến thần là người đứng trên mây, thì chủ soái chính là sự tồn tại vô địch ngạo nghễ cả bầu trời. Chiến thần nổi giận, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng.
chủ soái nổi giận, máu chảy thành biển, thây chất thành núi. Một ánh mắt của chiến thần có thể khiến gã sợ hãi trong lòng. Nhưng một hơi thở của chủ soái là có thể giết được gã. Sao hắn có thể là chủ soái được chứ? Mày ngông cuồng, sao mày có thể là chủ soái được chứ? Ở Hoa Quốc chỉ có mấy người cấp chủ soái thôi. Mày là ai? Hắc Hổ gầm lên hỏi, trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Tao là ai à? Mày còn chưa có tư cách được biết. Tiêu Chính Văn cười nhạt, bước lên mấy bước, sát khí bắn từ trong mắt ra. Ánh mắt này lập tức khiến tinh thần Hắc Hổ chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo quỳ phịch xuống đất. Sát khí mạnh quá, hơi thở khủng khiếp quá. Điều này vượt xa khí thế mà một chiến thần sở hữu. Hắn là một chủ soái thật sao? Khoảnh khắc đó, Hắc Hổ biết gã chết chắc rồi. Bắt cóc người phụ nữ của một chủ soái, đây là tội lớn phải tru di cửu tộc. Bây giờ mày tin chưa nào? Lúc này, Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt Hắc Hổ, anh cúi đầu, đôi mắt bừng bừng lửa giận, đủ để thiêu hủy mọi thứ trên thế gian. Phịch một tiếng, Hắc Hổ cúi đầu quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn, cả người run lên vì sợ. Gã biết mình chưa chết, là bởi vì người đàn ông trước mặt này tạm thời chưa muốn giết gã. Gã cầu xin, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, tôi cũng chỉ làm theo lệnh, xin hãy tha mạng cho tôi. Hắc Hổ dập đầu bôm bốp. Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng thèm để mắt, lạnh lùng nói, rồng có vảy ngược, mày chết cũng đáng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đá một phát trúng lồng ngực Hắc Hổ. Hắc Hổ chẳng kịp rên lên tiếng nào, người gã đã như con diều đứt dây, ngã từ trên bậc cao, lăn xuống chân núi. Cả người gã toàn máu, vẻ mặt dữ tợn, chết thẳng cẳng. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước nhanh về phía Khương Vi Nhan, đỡ cô đứng dậy, rồi cởi dây trói cho cô. Chính Văn, hu hu hu. Khương Vi Nhan nhào thẳng vào lòng Tiêu Chính Văn, ôm anh thật chặt, cả người run lẩy bẩy. Cô là một cô gái yếu đuối, chưa từng gặp phải chuyện này, đã sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Không sao, không sao, tất cả đều ổn rồi. Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan, khẽ vỗ lưng cô, an ủi. Khương Vi Nhan khóc một lúc mới thôi, cô hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Chính Văn rất nghiêm túc, hỏi, người vừa rồi là ai vậy? Tiêu Chính Văn nhìn thi thể Hắc Hổ dưới chân núi, tùy tiện giải thích, chắc là một tên côn đồ muốn cướp của giết người. Ngày hôm sau, đài truyền hình địa phương Tu Hà đưa tin về chuyện ở ngọn núi hoang ngoại ô phía Tây. Hắc Hổ, một tên xã hội đen vô cùng độc ác lượn lờ ở Tu Hà và tỉnh, đã giết hơn 20 mạng người. Lúc xem được tin này, Khương Vi Nhan đang ăn sáng, cô không khỏi kinh hãi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói Tiêu Chính Văn, cũng may hôm qua anh không sao, người này thật là xấu xa, không ngờ lại giết nhiều người như vậy. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, ừ, em đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay anh phải đến thôn Tiểu Nam ở phía bắc thành phố. Phía bắc thành phố, anh đến đó làm gì vậy? Khương Vi Nhan hỏi vẻ khó hiểu. Công ty bọn anh đang khai thác một mảnh đất ở phía bắc thành phố, đã đền bù vượt cả yêu cầu chính sách rồi, nhưng nông dân ở đó bị mấy kẻ du côn xúi giục, mấy ngày nay gây chuyện suốt. Anh phải đi cùng Tổng Giám Đốc Đỗ để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Khương Vi Nhan nghe thấy thế thì sắc mặt hơi lạnh lùng, rõ ràng là đang ghen, nói, ồ, đi bảo vệ Tổng Giám Đốc xinh đẹp của anh à. Được, anh đi đi. Tiêu Chính Văn đâu phải đồ ngốc, đương nhiên là hiểu ý của Khương Vi Nhan, vội vàng cười xòa nói, hi hi, vợ ơi, em mới là Tổng Giám Đốc xinh đẹp của anh. Trong mắt anh, em là đẹp nhất, anh cũng là vì công việc mà. Khương Vi Nhan giả vờ tức giận. Lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ra điều kiện, được thôi, anh phải đồng ý ba điều kiện với em. Tiêu Chính Văn lập tức giơ tay lên thề, đừng nói là ba, cho dù vợ anh có nói 100 điều kiện thì anh cũng đồng ý. Thấy Tiêu Chính Văn như vậy, Khương Vi Nhan bật cười, nói, được rồi, em không đùa với anh nữa. Ba điều kiện là, thứ nhất, không được liếc mắt đưa tình với Tổng Giám Đốc xinh đẹp của anh, phải biết kiềm chế. Được. Anh đảm bảo, Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý. Thứ hai, không được ở riêng với Tổng Giám Đốc xinh đẹp của anh quá 10 phút. Ừ, được, Tiêu Chính Văn gật đầu. Thứ ba, mỗi lần Tổng Giám Đốc xinh đẹp của anh muốn bàn chuyện gì ngoài công việc với anh,
hoặc là lấy cớ công việc mời anh đi ăn hay xem phim gì đó, anh phải thầm đọc tên em và Nana 100 lần, Khương Vi Nhan nói vẻ nghiêm túc. Tiêu Chính Văn sững sờ, gãi đầu, hoài nghi nói, tại sao cô ấy lại mời anh đi ăn hay xem phim chứ? Anh có đồng ý hay không? Khương Vi Nhan sốt ruột nhìn anh. Tiêu Chính Văn vội vàng gật đầu đồng ý, còn nói lại một lượt ba điều kiện rất nghiêm túc. Lúc này Khương Vi Nhan mới yên tâm gật đầu, sau đó đứng dậy, hôn một cái lên gò má anh như chuồn chuồn lướt nước, nói thưởng cho anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan đỏ mặt, nhanh chóng xách túi chạy ra khỏi nhà. Tiêu Chính Văn sững sờ ngồi cạnh bàn ăn, cười ngốc nghếch xoa gò má. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nana ngồi đối diện anh, cúi đầu uống sữa bò, đôi mắt to tròn lén nhìn Tiêu Chính Văn, cười nói, bố ơi, bố cười trông ngốc lắm. Tiêu Chính Văn cười đáp, thế à? Chương 332, hét giá 1. Dứt lời, anh véo mũi Nana, nói, đi nào, bố đưa con đi học. Còn ở bên này, sau khi rời khỏi nhà, sự ngại ngùng và sắc đỏ ửng trên khuôn mặt Khương Vi Nhan dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm. Cô cũng là phụ nữ, khó khăn lắm mới chờ được Tiêu Chính Văn trở về, khó khăn lắm mới sống cùng anh, dần nảy sinh tình cảm. Cô không muốn tình cảm này xuất hiện người thứ ba nhanh như vậy. Đỗ Tình Tuyết là một người phụ nữ xuất sắc, giỏi giang hơn cô gấp mấy trăm lần, cô thực sự có thể giữ được trái tim Tiêu Chính Văn sao? Tình cảm giữa cô và Tiêu Chính Văn thực sự sâu sắc lắm sao? Nếu như không có Nana thì Tiêu Chính Văn có yêu cô đến vậy không? Trong lúc suy nghĩ lung tung, Khương Vi Nhan nhận được điện thoại của nhà máy, liền vội vàng gọi taxi đi. Còn ở bên này, sau khi đưa Nana đến trường, Tiêu Chính Văn liền đến thẳng tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà. Đỗ Tình Tuyết đã chuẩn bị xong, dẫn theo Tiêu Chính Văn và các nhân viên công ty đến thôn Tiểu Nam. Lúc này, đã có 50, 60 người dân của thôn Tiểu Nam tụ tập, giơ băng rôn, chặn đường vào thôn. Trên băng rôn viết dòng chữ bằng máu gà, gian thương vô lương tâm. Hãm hại người dân, cưỡng chế tháo dỡ thôn Tiểu Nam. Bị 4 năm tên du côn xúi dục, những người dân này giơ cao cuốc và xẻng sắt trong tay, không ngừng la hét, thậm chí còn mời một số phóng viên và truyền thông đến. Đây chính là tin hot trong mắt đám truyền thông. Bọn họ không quan tâm đến sự thật, chỉ cần là chuyện có điểm nóng là có thể dấy lên dư luận ầm ĩ trên mạng. Dù gì thì cư dân mạng bây giờ cũng rất dễ bị lừa và bị dắt mũi. Hơn nữa lại còn là đề tài khiến người dân Hoa Quốc vô cùng căm ghét như cưỡng chế tháo dỡ di dời này, chắc chắn có thể lên top tìm kiếm. Đúng lúc này, Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn xuống xe, sắc mặt Đỗ Tình Tuyết rất khó coi. Một giám đốc phụ trách ở hiện trường thấy Đỗ Tình Tuyết mặc vest trắng, đi giày cao gót bước tới, liền tiến lên đón, mặt đầy mồ hôi, nói, Tổng Giám đốc Đỗ, sao cô lại đến đây? Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng nhìn người dân đang kích động, chất vấn, tôi không đến các anh có giải quyết được chuyện này không? Giám đốc kia chán dịn mồ hôi lạnh, cúi người giải thích, Tổng Giám đốc Đỗ, thực sự là tôi cũng bó tay rồi, đám điêu dân này gây sự căng quá. Còn tìm cả truyền thông và phóng viên tới nữa, nhất là mấy tên du côn kia, đúng là lũ vô lại. Hôm qua còn đòi đưa thêm mỗi nhà 500.000 tệ, hôm nay đã đòi lên 1 triệu tệ. Còn nói, nếu không đưa tiền thì kiên quyết không tháo dỡ di rời. Nếu như đội thi công của chúng ta mà dám bước vào nửa mét, bọn họ sẽ đâm đầu vào tường chết luôn ở đây. Họ muốn gây chuyện thật lớn. Đỗ Tình Tuyết nghe giám đốc kia nói xong, cũng tỏ vẻ đau đầu. Nhưng vẫn quở trách đừng mở miệng là điêu dân. Bọn họ là người dân của Hoa Quốc, nếu cánh truyền thông nghe thấy câu này thì chúng ta phải làm sao? Tên giám đốc kia cũng tự biết mình lỡ lời, lập tức sửa lời, cười nói, phải, Tổng Giám đốc Đỗ nói đúng, tôi tức quá nên không nghĩ gì cả. Sau đó, Đỗ Tình Tuyết dẫn người bước tới, vừa tìm hiểu tình hình vừa giải thích với người dân. Tiêu Chính Văn đứng ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Chuyện này không liên quan đến anh chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Đỗ Tình Tuyết. Bởi vì người dân ở đây hung hãn, nên suy nghĩ đến vấn đề an toàn, Đỗ Tình Tuyết mới bảo anh tới. Nhưng Tiêu Chính Văn biết, chuyện tháo dỡ di rời Đỗ Tình Tuyết đã làm rất ổn thỏa, cô ta còn nhượng bộ, cho mỗi nhà thêm 300.000 tệ. Nhưng mấy tên du côn đầu tiêu gây sự lại được voi đòi tiên. Nhìn là biết có cao nhân đứng sau sai khiến.
Nếu không, chỉ dựa vào mấy tên du côn này, sao có thể nghĩ ra việc tìm truyền thông và phóng viên đến, còn răng cả băng rôn, có người thậm chí còn mặc áo tang. Đây là chuẩn bị để lấy cái chết tỏ thái độ mà. Đỗ Tình Tuyết cao giọng nói, mọi người yên lặng nào, chúng tôi đã nghe được kháng nghị của mọi người rồi. Hiện giờ chúng tôi đang tháo dỡ di rời một cách hợp lý hợp pháp, đền bù cho mọi người theo đúng tiêu chuẩn chính sách tháo dỡ di rời của Tu Hà. Hơn nữa, hôm qua chúng tôi đã đồng ý đưa thêm cho mỗi nhà 300.000 tệ. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tập đoàn Đỗ Thị chúng tôi rồi. Hôm nay, mọi người lại đòi 1 triệu, đây là hét giá, là hành vi vô đạo đức, không hợp pháp. Nếu hôm nay có mặt cả truyền thông và các phóng viên, thì chúng tôi cũng đưa cho mọi người xem tài liệu chúng tôi có được và tiêu chuẩn đền bù. Công ty chúng tôi không hề hãm hại người dân. Không thể không nói, Đỗ Tình Tuyết làm việc rất thông minh, chỉ mấy câu đã giải quyết được tình cảnh bất lợi hiện giờ. Chương 333, hét giá 2. Mấy tên du côn đầu têu gây chuyện thấy tình hình không ổn, lập tức cổ động người dân gây rối, hét lên, vớ vẩn. Hôm qua ai nói là 300.000 chứ? Rõ ràng là 1 triệu. Các cô lật mặt không chịu nhận à? Còn nữa, số tài liệu này ai mà biết có phải là ngụy tạo hay không? Đám gian thương các cô miệng nam mồ bụng bồ dao găm, muốn lấy đất mà mấy đời chúng tôi sinh sống, đừng hòng. Đúng, các người nằm mơ đi. Phải đưa mỗi nhà 1 triệu tệ. Tình hình lập tức trở nên kích động, rất nhiều người cầm cuốc và xẻng, lao về phía Đỗ Tình Tuyết. Mười mấy người bảo vệ bên cạnh cũng vội vàng vây lại, bảo vệ Đỗ Tình Tuyết ở phía sau. Nhưng trong đám người có một tên lưu manh tí hí mắt lươn, đầu tóc vàng hoe, rút một con dao găm ở thắt lưng ra, canh đúng thời cơ, nhân lúc đang loạn xông lên, đâm vào bụng Đỗ Tình Tuyết. Dù sao đâm người lúc đang loạn cũng chẳng ai bắt được. Bởi vì đông người thì khó định tội. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy rõ ràng, anh nhíu mày, trên người bỗng tỏa ra một luồng khí thế lạnh lẽo, cả người đột nhiên biến mất. Giác! Anh lao tới trước mặt Đỗ Tình Tuyết, tóm được cổ tay của tên tóc vàng đang cầm dao đâm tới. Tên tóc vàng kia lập tức hét lên thảm thiết, cả cánh tay cong một góc 90 độ, người cũng khuỵu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt đau đớn, hét lên, a! À, đánh người rồi, đánh người rồi! Gian thương vô lương tâm đánh người rồi. Cảnh tượng này khiến Đỗ Tình Tuyết hết cả hồn, đương nhiên cô ta cũng nhìn thấy con dao găm trong tay tên tóc vàng rơi xuống, tim cô ta đập thình thịch. Lúc này, đám dân chúng đến gây chuyện nhìn thấy tên tóc vàng bị người ta tóm, lập tức im bặt. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tên tóc vàng đang la hét không ngừng, nhặt con dao găm dưới đất lên, lạnh lùng nói, đàm phán là đàm phán, anh dùng đến dao là sao hả? Tên tóc vàng kia nhíu mày, lập tức phủ nhận, mày đừng có vớ vẩn. Mắt nào của mày nhìn thấy tao dùng dao nào? Chúng mày muốn vụ oan giá họa cho tao chứ gì? Đồ gian thương! Mọi người nhìn đi, đám gian thương này không đàm phán được liền dở âm mưu quỷ kế ra vụ oan hãm hại. Hắn vừa kêu xong, mấy chục người dân lập tức nổi giận xông lên. Thả người ra mau, đám gian thương này còn dám ra tay nữa sao? Tôi biết ngay bọn chúng là đồ gian thương hút máu mà. Mau thả nhị hoàng ra. Đánh, đánh lũ người này cút khỏi thôn Tiểu Nam đi. Mấy chục người lập tức giơ cuốc xẻng trong tay lên xông tới. Thấy tình hình này, đám phóng viên và truyền thông đã chạy sang bên cạnh trốn để chụp ảnh từ lâu. Mười mấy người bảo vệ cũng không chống được, lập tức tan rã. Đỗ Tình Tuyết kéo Tiêu Chính Văn, hét lên, còn ngơ ra đó làm gì? Chạy thôi, anh muốn bị bọn họ đánh chết à? Nhưng, Tiêu Chính Văn chẳng hề sợ hãi, anh giơ chân đá bay tên tóc vàng đi. Tên tóc vàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra, va mạnh vào mấy chục người đang xông tới, khiến bọn họ ngã rúi rụi xuống đất. Sau đó, Tiêu Chính Văn tóm được một chiếc xẻng sắt đập tới, tiện tay kéo một cái, tên côn đồ vẻ mặt dữ tợn lập tức bị kéo văng đi mấy mét. Cả người loạng choạng mười mấy bước rồi cắm đầu vào vũng bùn. Chỉ hai chiêu đơn giản đã khiến những người dân đang làm ầm ĩ này chấn động. Tiêu Chính Văn cũng không thể ra tay với bọn họ được, khí thế trên người anh bùng phát ra ngoài. Anh bước từng bước về phía mấy chục người dân kia, bọn họ vội vàng bò dậy, lùi từng bước về phía sau. Sau đó, Tiêu Chính Văn giơ chân, giẫm lên lưng tên tóc vàng đang định bò dậy bỏ chạy. Phịch một tiếng,
Tên tóc vàng bị Tiêu Chính Văn giẫm cho bẹp dí dưới đất, hắn cảm giác sau lưng như bị một chiếc xe tải nghiền nát. Đánh người rồi, giết người rồi, tên tóc vàng la hét ỏm tỏi, tay chân khua lung tung. Phập, chiếc xẻng sắt trong tay Tiêu Chính Văn đâm xuống một cái, cắm ngay bên cạnh tai hắn một cách nhanh, mạnh, chuẩn. Chỉ cách 1 cm là cắt đứt tai của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn sững sờ, cả người run lẩy bẩy, đái cả ra quần, mùi khai nồng nặc. Anh chàng này dám giết người thật chắc. Nói đi, ai bảo các anh đầu tiêu gây chuyện, hét giá và xúi giục những người dân này. Nếu nói ra thì anh còn có thể sống, nếu nói dối thì tiếp theo chính là cái đầu anh đấy. Tiêu Chính Văn rút chiếc xẻng sắt lên khiến bụi đất bay tung tóe. Chương 334, khiến hắn tan cửa nát nhà. Tên tóc vàng vô cùng sợ hãi, hét lên, tôi nói, đại ca rộng lượng nhân từ, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Là, một ông chủ lớn đã bảo chúng tôi làm như vậy, ông ta nói, chỉ cần chúng tôi làm theo yêu cầu của ông ta thì chúng tôi chắc chắn sẽ kiếm thêm 1 triệu mỗi hộ, và lại, nếu người phụ nữ kia không đồng ý phá dỡ, thì bọn họ cũng sẽ thu mua mảnh đất này, chúng tôi làm thế nào thì cũng là kiếm tiền. Tên tóc vàng khóc sướt mướt. Đỗ Tình Tuyết bước trên đôi giày cao gót đến gần, lạnh lùng hỏi, ông chủ lớn nào? Tên tóc vàng sợ đến mức hai chân run rẩy, gào lên, tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ biết ông chủ đó rất giàu, bên cạnh còn có rất nhiều đàn em. Trông như thế nào, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tên tóc vàng suy nghĩ một lát rồi nói, là một người đàn ông mập mạp, mắt nhỏ, điệu cười u ám, à, cổ ông ta có một vết sẹo, ông ta nói rằng trước đây bị người ta chém. Tôi nghe đàn em gọi ông ta là Lưu Gia. Vết sẹo, Lưu Gia. Tiêu Chính Văn lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn Đỗ Tình Tuyết cũng đang nghi hoặc, hỏi có ấn tượng gì không? Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì. Có phải là đối thủ cạnh tranh trong chuyện làm ăn của cô không? Đỗ Tình Tuyết trả lời, chắc là không phải, chi nhánh tập đoàn chúng tôi mới mở ở Tu Hà chưa được bao lâu, vẫn chưa cạnh tranh với ai, hơn nữa. Không ai cần mảnh đất này, càng không muốn liên quan đến lợi ích của người khác. Vậy thì thật khó giải quyết. Tiêu Chính Văn thở dài, không biết đối thủ là ai, đây chính là điều khiến người ta cảm thấy bất lực nhất. Anh thả chân ra, tên tóc vàng vội vàng bò dậy, gào thét bỏ chạy. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn đám người đang xì xào bàn tán, nói to, có lẽ mọi người đều nghe thấy cả rồi, đây chính là đối thủ cạnh tranh của Tổng Giám Đốc Đỗ, có ý đồ ác ý. Để mấy tên du côn đến đe dọa mọi người đều là người dân của Hoa Quốc, hẳn là hiểu đạo lý. Các cơ quan truyền thông và phóng viên cũng có mặt, Tổng Giám Đốc Đỗ của chúng tôi cam đoan trả tiền đền bù phá dỡ, di rời, tuyệt đối không dở trò dối trá. Hôm nay, nếu muốn phá dỡ thì có thể đến đây đăng ký, không muốn phá dỡ thì chúng tôi cũng không ép buộc. Nghe xong lời này, trong lòng dân ở thôn rõ ràng cũng hơi cảm động. Suy cho cùng. Bỏ qua cơ hội lần này thì cũng chẳng còn cơ hội khác. Chẳng mấy chốc đã có người đến đăng ký, sau đó top 5 top 3 cùng lên đăng ký. Trò vui này coi như là đã giải quyết xong. Nhìn nhân viên bận rộn, Tiêu Chính Văn bình tĩnh bước sang một bên, hút điếu thuốc. Đỗ Tình Tuyết lúc này đi tới, mỉm cười, đưa cho anh chai nước, nói, vừa nãy cảm ơn anh đã cứu tôi. Tiêu Chính Văn thản nhiên cười, ném đầu thuốc lá xuống dưới chân. Nói, đây là nhiệm vụ của tôi. Đỗ Tình Tuyết liền hỏi, Tiêu Chính Văn, phía bố tôi và Đỗ Hạo Hiên, anh định xử lý thế nào? Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi rồi trả lời, Đỗ Bá Đào đã vượt qua ranh giới rồi. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Đỗ Tình Tuyết khẽ rùng mình. Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, không biết vì sao, cô ta luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn rất thần bí, hoàn toàn không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Tiêu Chính Văn, mặc dù tôi không biết rốt cuộc anh là ai, lai lịch và thân phận đặc biệt ra sao, nhưng tôi muốn hỏi anh, có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho Đỗ Hạo Hiên không? Đỗ Tình Tuyết do dự hồi lâu, cuối cùng nói ra được câu này. Chỉ cần anh bỏ qua cho Đỗ Hạo Hiên, tôi chắc chắn đảm bảo rằng anh ta sẽ không đắc tội với anh nữa, tôi sẽ bảo bố tôi điều anh ta về tỉnh. Tiêu Chính Văn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đỗ Tình Tuyết, nói tôi hiểu cô muốn nói gì. Đỗ Hạo Hiên tự làm tự chịu. Nếu lúc đầu bố cô thành tâm xin lỗi thì tôi cũng sẽ bỏ qua,
nhưng bố cô từ đầu đến cuối đều không biết ông ta và thằng con trai yêu quý của mình đã làm sai điều gì. Tiêu Chính Văn. Đỗ Tình Tuyết gọi lớn, còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chính Văn đã bước lên xe. Đỗ Tình Tuyết bất lực thở dài, do dự vài phút rồi cũng lên xe. Trong xe, bầu không khí vô cùng nặng nề. Đột nhiên, điện thoại của Tiêu Chính Văn đổ chuông, anh nhìn lướt qua tin nhắn, rồi nói với Đỗ Tình Tuyết đang bối rối ngồi ở đằng sau, Tổng Giám Đốc Đỗ, tôi đã giúp cô điều tra ra rồi, người đó tên Lưu Tuấn Phong, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Địa, cô trở về có thể xem lại xem giữa cô và Tập đoàn Tân Địa có mối quan hệ cạnh tranh nào không. Đỗ Tình Tuyết nghe vậy liền nhíu mày nói, Tập đoàn Tân Địa. Quả thực chúng tôi có quan hệ cạnh tranh, bởi vì chúng tôi cùng đang đấu thầu một dự án, nếu dự án này thành công thì sẽ kiếm được lợi nhuận 200 triệu tệ. Nhưng, tại sao bọn họ lại cố tình đối đầu với chúng tôi trong việc phát triển thôn Tiểu Nam chứ? Dự án này không hề liên quan đến Tập đoàn Tân Địa, bọn họ cũng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Tiêu Chính Văn bình thản nói, rất đơn giản. Chỉ cần cô có sơ sót hay bê bối gì trong quá trình phát triển thôn Tiểu Nam thì cô sẽ không đủ tư cách để đấu thầu một dự án khác. Suy cho cùng thì mọi người đều sẽ cân nhắc xem có nên hợp tác với một công ty có bê bối hay không. Câu nói của anh đã giải thích tất cả. Đỗ Tình Tuyết chợt nhận ra, lạnh lùng nói, Tập đoàn Tân Địa này thật mưu mô. Sao có thể sử dụng âm mưu xảo trá vậy chứ? Không thể đường đường chính chính cạnh tranh sao? Tiêu Chính Văn thở dài. Không nói gì thêm, mà bảo tài xế lái xe đưa bọn họ về. Lúc này, trong văn phòng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Địa, một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trên ghế sofa hút xì gà, ôm hai cô trợ lý trẻ đẹp gợi cảm, hôn hít sờ soạng. Đúng lúc này, một tên đàn em hốt hoảng chạy vào, hét lớn, Tổng Giám Đốc Lưu, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Lưu Tuấn Phong trở nên lạnh lùng, đôi mắt nhỏ híp lại. Mắng chửi, vào mà không biết gõ cửa à? Có hiểu quy tắc không hả? Hai cô trợ lý cũng trừng mắt, chỉnh lại quần áo đã bị kéo ra. Tên đàn em cúi đầu xin lỗi Tổng Giám Đốc Lưu, nhưng chuyện này rất gấp. Có gì thì nói nhanh lên, nếu không phải chuyện lớn thì cậu tự nhảy từ đây xuống đi. Lưu Tuấn Phong tức giận mắng chửi. Mồ hôi trên trán tên đàn em chảy ròng ròng, run rẩy nói, Tổng Giám Đốc Lưu. Chuyện nhắm vào Đỗ Tình Tuyết ở thôn Tiểu Nam thất bại rồi, đám dân làng đều đã ký hợp đồng phá dỡ hết rồi. Cái gì? Lưu Tuấn Phong đứng bật dậy, đôi mắt tì hí lộ ra vẻ lạnh lẽo, nghiến răng gầm lên, sao có thể thất bại chứ? Chẳng phải kế hoạch của các người rất tỉ mỉ và chi tiết sao? Lưu Tuấn Phong hết sức giận dữ. Chuyện này đám đàn em đều đã đảm bảo chắc chắn rằng sẽ thành công. Đến lúc đó, không chỉ có thể làm mất uy tín của tập đoàn Đỗ Thị, mà còn có thể khiến người đẹp Đỗ Tình Tuyết trèo lên giường của ông ta. Nghĩ đến Tổng Giám Đốc xinh đẹp Đỗ Tình Tuyết là Lưu Tuấn Phong lại không ngủ được. Thật sự quá xinh đẹp. Hơn nữa còn rất kiêu kỳ. Đây thực sự là người phụ nữ mà ông ta muốn chinh phục. Thưa Tổng Giám Đốc Lưu, ban đầu vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết, chủ động ra tay đánh người. Mấy anh em của chúng ta đều đánh không lại. Tên đàn em kia run rẩy trả lời. Bởi vì hắn biết, Tổng Giám Đốc Lưu sắp nổi điên rồi. Quả nhiên là vậy. Dầm. Lưu Tuấn Phong đạp bàn, trong đầu nảy sinh rất nhiều mưu mô, giận dữ quát lớn, điều tra cho tao, tên vệ sĩ dám phá hỏng chuyện của tao là ai? Tao muốn hắn tan cửa nát nhà. Chương 335, Phạm Cao Kiệt. Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh. Từ Khắc An hốt hoảng chạy vào nói, Chủ tịch Đỗ, Hắc Hổ xảy ra chuyện rồi. Đỗ Bá Đào đang ở trong văn phòng nghe vậy, mặt đanh lại hỏi, Hắc Hổ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Từ Khắc An lập tức lấy máy tính bảng ra nhấn vào video tin tức của Tu Hà rồi nói, Hắc Hổ chết rồi. Nhìn thấy nội dung tin tức, Đỗ Bá Đào run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng lo lắng và bàng hoàng. Hắc Hổ là cao thủ binh vương cấp 4 sao mà ông ta vất vả mới tìm được. Mấy năm nay, Đỗ Bá Đào vẫn nuôi Hắc Hổ để gã thay ông ta giải quyết không ít những chuyện dơ bẩn trong kinh doanh. Nhưng giờ Hắc Hổ chết rồi. Đỗ Bá Đào khó mà tiếp nhận được ngay thông tin này, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là cao thủ binh vương 4 sao mà, ai có thể giết được cậu ta chứ? Từ Khắc An cũng lo lắng nói, Chủ tịch Đỗ.
lẽ nào là cái tên Tiêu Chính Văn đó? Nghe vậy, Đỗ Bá Đào nhăn mặt lắc đầu nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Người có thể giết Hắc Hổ ít nhất cũng phải có sức mạnh của quân vương. Là quân vương đó, ở tỉnh có mấy ai là quân vương? Cậu nói xem một Tu Hà bé nhỏ, một Tiêu Chính Văn thẳng ở rể nhà họ Khương nhỏ bé, một con chó hoang của nhà họ Tiêu đã bị diệt vong vào 5 năm trước có thể có được sức mạnh của quân vương hay không? Chuyện này, Từ Khắc An im lặng không nói nữa. Quả thật là vậy. Người nào có sức mạnh quân vương mà không được các gia tộc săn đón chứ? Thậm chí chỉ cần gật đầu một cái thôi đã có vô số gia tộc đến tranh nhau để tặng quà, tiền bạc và phụ nữ. Chính vì vậy mà cao thủ quân vương là người mà người thường không thể nào tưởng tượng đến được. Đỗ Bá Đào từng đến Long Kinh bàn chuyện làm ăn. Có một lần ông ta tận mắt nhìn thấy một cao thủ quân vương được các doanh nghiệp và gia tộc lớn của Long Kinh săn đón. Hiển nhiên người như thế vô cùng có giá trị và hiếm có. Chỉ cần động vào một tí thôi đã có giá hơn 10 triệu tệ. Điều tra xem, lập tức điều tra nguyên nhân chính về cái chết của Hắc Hổ. Còn nữa, mấy ngày gần đây đừng động vào Tiêu Chính Văn kia vội. Hắc Hổ vừa mới chết, rất có thể sẽ điều tra đến chỗ chúng ta. Bảo đám người bên dưới an phận một chút. Đỗ Bá Đào suy xét cẩn thận, lập tức đưa ra phán đoán và ra lệnh. Từ Khắc An gật đầu nói, vâng chủ tịch Đỗ, tôi thông báo xuống dưới ngay. Phải rồi chủ tịch Đỗ, bên thiếu gia Đỗ, chúng ta phải làm sao? Đỗ Bá Đào nghĩ hồi lâu mới nói, tìm thêm vài mối quan hệ đi, con trai tôi không thể ngồi tù được. Tôi biết rồi, Từ Khắc An đáp rồi xoay người ra khỏi văn phòng. Chỉ còn lại một mình Đỗ Bá Đào trong văn phòng, ông ta đứng trước cửa sổ nhìn dòng người và xe cộ nhộn nhịp bên dưới. Một lúc sau, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại, Tần bảo chủ, đã lâu không gặp. Tối nay có thời gian không tôi mời ông ăn bữa cơm. Quay lại bên Tiêu Chính Văn, sau khi trở về từ thôn Tiểu Nam, Tiêu Chính Văn đi thẳng đến chợ mua thức ăn. Kết quả lúc từ chợ về, bỗng có mấy tên côn đồ xuất hiện trước mặt. Dẫn đầu là một tên đầu trọc, trên cổ và cánh tay còn có khá nhiều hình xăm. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Đối phương nói, mày là Tiêu Chính Văn à? Phải, là tôi đây, Tiêu Chính Văn đáp. Tên đầu chọc cười khẩy nói, tốt lắm, mấy anh em bọn tao đang tìm mày đấy. Nào, đánh gãy chân hắn. Hắn vừa dứt lời. Mấy tên côn đồ rút gậy sắt từ thắt lưng ra, vẻ mặt hung dữ lao vào đánh Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, các người là ai? Tôi có thù oán gì với các người sao? Tên đầu chọc dữ tợn cười nói. Mày và tao không có thù nhưng bọn tao cũng không có thù với tiền. Có người bỏ tiền ra mua một cái chân của mày nên xin lỗi nhé, đánh hắn đi. Hắn dứt lời, mấy tên còn lại liền lao đến. Người Tiêu Chính Văn bỗng toát ra sát khí lạnh như băng, bất lực lắc đầu. Sau đó, anh hơi động đậy, đạp mạnh vào ngực một tên côn đồ đang lao đến. Rầm, tên côn đồ đó văng ra xa, gãy hết mấy cái xương sườn. Đập người vào thùng rác ngã hẳn trên một đống rác không bò dậy nổi. Thấy vậy, bốn tên côn đồ còn lại tính cả tên đầu chọc đều nhíu mày, ánh mắt hiện sự lạnh lùng hét lên, mẹ kiếp. Còn dám đánh trả, đánh hắn cho tao. Bụp bụp bụp. Bỗng nhiên bốn tên côn đồ lao về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng, rầm rầm rầm. Trước sau chưa đến 5 giây, bốn người đã bị Tiêu Chính Văn đá văng ra ngoài ngã trên mặt đất kêu gào. Tiêu Chính Văn bước đến đạp lên đầu gối tên đầu chọc, lạnh giọng hỏi, mày chỉ có một cơ hội, nói cho tao biết ai bảo bọn mày đến đây. Mặt mũi tên đầu chọc sưng húp, răng vỡ hết cả khàn giọng nói, mẹ mày, mày dọa dẫm bố đấy à? Mày dám đánh bọn tao bị thương, đại ca tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nhưng, ngay sau đó, chân Tiêu Chính Văn siết mạnh, tiếng xương gãy răng rắc vang lên bốn phía. Mấy ông bác bà thím bán thức ăn cũng đồng loạt dọn sạp, tránh đi thật xa. Tên côn đồ đó hét lên thảm thiết, sắc mặt đỏ bừng tím tái, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn đạp vỡ đầu gối của mình, máu thịt lẫn lộn. Mày, mày chết chắc rồi. Đại ca tao nhất định sẽ không tha cho mày. Tên đầu chọc hét lên. Tiêu Chính Văn nói, mày nghĩ một cái chân và hai cánh tay còn lại của mày sẽ thế nào? Nghe anh nói vậy. Tên đầu chọc run rẩy để lộ vẻ mặt sợ hãi. Người đàn ông trước mặt này khủng khiếp quá.
rõ ràng trông có vẻ rất bình thường nhưng vì sao ra tay lại bạo lực, hung tợn như vậy? Tôi nói, đại ca tha mạng, tên đầu chọc hoảng sợ, khóc lóc nói, là anh Nhị Long bảo bọn tôi đến, nói là phải dạy dỗ một người, đánh gãy một chân. Anh Nhị Long, nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày. Hình như mình đâu đắc tội với người này đâu nhỉ? Tên đầu chọc thấy anh không quen anh Nhị Long nên vội vã nói, anh Nhị Long không phải là người Tu Hà mà là người thành phố Hải Ninh, dưới trướng có 40-50 anh em, nếu anh không muốn rước thêm phiền phức thì mau thả bọn tôi đi. Hải Ninh, trong phút chốc Tiêu Chính Văn nghĩ đến điều gì đó. Trần Lệ Diễm hay Phạm Cao Kiệt? Cút, Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, lạnh lùng quát. Tên đầu chọc lập tức che đầu gối bị thương, được mấy đàn em khác chật vật dìu đỡ, hoảng sợ tháo chạy. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đậu bên đường, Phạm Cao Kiệt đeo kính và khẩu trang vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này. Hắn rất tức giận khi thấy tên đầu chọc không hoàn thành nhiệm vụ, thầm chửi rủa vài câu sau đó gọi cho một số điện thoại hỏi, anh Nhị Long, anh tìm người kiểu gì đấy, sao toàn là lũ ăn hại vậy? Ngược lại còn bị đối phương đánh bỏ chạy, tôi trả cho anh tận 100.000 tệ đấy. Đầu bên kia điện thoại, anh Nhị Long vẫn không biết tình hình bên này, nghe vậy thì trầm giọng nói, Phạm Cao Kiệt, cậu bỏ ra 100.000 tệ mà còn muốn thế nào nữa? Cậu nghĩ người của tôi không cần ăn à? Muốn người của tôi ra tay thì phải trả 500.000 tệ. Cạch! Hắn cúp máy. Phạm Cao Kiệt ngơ ngác, hắn bị đối phương chơi khăm. Lúc này Tiêu Chính Văn đã để ý đến một chiếc xe đỗ bên đường, không nói nhiều bèn đi thẳng qua đó, vừa liếc mắt đã thấy Phạm Cao Kiệt ngồi trong xe. Mặc dù hắn mang kính đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra. Lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện trước xe, Phạm Cao Kiệt hoảng sợ đạp chân ga định bỏ chạy. Nhưng, dầm, Tiêu Chính Văn đá mạnh vào đầu xe, cả chiếc xe vang lên tiếng động lớn, động cơ nổ tung, khói trắng bốc lên. Phạm Cao Kiệt sững sờ, mẹ kiếp anh ta là quái vật à? Chỉ đá một cú thôi mà xe nổ luôn rồi. Chương 336, hắn không đến thì tôi sẽ đích thân mời. Thấy Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước đến, Phạm Cao Kiệt lập tức khóa chặt cửa xe lại, ngồi trong xe hét to ra ngoài, anh đừng qua đây. Anh mà qua đây thì tôi báo cảnh sát đấy. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn nhấc tay lên đấm một cú làm vỡ kính xe. Sau đó anh nắm cổ áo Phạm Cao Kiệt lôi hắn từ trong xe ra, đẩy mạnh hắn ngã phịch xuống đất. Phạm Cao Kiệt vô cùng hoảng loạn định bò dậy bỏ chạy khi nhìn dáng vẻ hung thần như quái vật của Tiêu Chính Văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn đá vào lưng khiến Phạm Cao Kiệt văng ra xa 4-5 mét, mặt cọ sát xuống đất như phanh xe, trượt ra xa. Ngay lập tức, Phạm Cao Kiệt ngã xuống ôm mặt đau đớn giống lên, đau quá, mặt của tôi, mũi của tôi, răng, Tiêu Chính Văn, mẹ kiếp, mày điên rồi à? Ông đây đã làm gì mày chứ? Phạm Cao Kiệt ngồi dưới đất, lúc này cả gương mặt đã bị cọ sát ra một đường máu, rơi hết ba cái răng, máu me be bét. Người dân hóng hớt vây xung quanh cũng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Chính Văn đi đến trước mặt Phạm Cao Kiệt, lạnh lùng nhíu mày hỏi, anh bảo người ra tay đánh tôi à? Phạm Cao Kiệt đau đớn ôm mặt, muốn đụng vào nhưng lại không dám đụng, cắn răng chịu đựng nói, mẹ kiếp, mày đang nói gì tao nghe chẳng hiểu. Tao vừa đi ngang qua đây thì mày đã đạp nổ xe của tao, đánh tao một trận. Tiêu Chính Văn, tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu. Bây giờ tao gọi nói cho Trần Lệ Diễm biết. Phạm Cao Kiệt lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Trần Lệ Diễm, khóc lóc kể lễ, Lệ Diễm, em mau đến chợ rau củ đi, anh bị Tiêu Chính Văn đánh đây này. Tên này điên rồi, tự dưng đánh anh một trận. Tốt nhất em nên dẫn Khương Vi Nhan và bố mẹ cô ta đến đây xem đi. Cái tên này ngông cuồng quá rồi. Trần Lệ Diễm ở đầu bên kia điện thoại đang dạo phố với mấy cô tiểu thư con nhà giàu Tu Hà vừa mới quen ở trung tâm thương mại Tu Hà. Lúc này nhận được điện thoại của Phạm Cao Kiệt, cô ta lập tức thốt lên, cái gì? Tiêu Chính Văn đánh anh sao? Anh đợi em một chút, em đến ngay đây. Cái tên Tiêu Chính Văn này đúng là coi trời bằng vung. Vậy mà còn dám đánh chồng chưa cưới của mình. Nào có lý đó. Trần Lệ Diễm xoay người đi tiện thể gọi cho Khương Vi Nhan, lạnh lùng quát, Khương Vi Nhan, cô có thể quản tốt thằng chồng vô dụng của mình được không? Cô có biết cậu ta vừa làm chuyện gì không hả?
Lúc này Khương Vi Nhan đang thị sát tiến độ sản xuất ở nhà máy thì nhận được cuộc gọi bừng bừng lửa giận của Trần Lệ Diễm, cô cũng ngơ ngác khó hiểu hỏi chị Lệ Diễm có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn đã làm gì à? Hừ, cậu ta vừa đánh chồng chưa cưới của tôi đấy. Đánh ngay khu chợ rau củ ở Vành Đai phía Nam. Trần Lệ Diễm hét lên rồi cúp máy cái rụp, sau đó cô ta lái xe chạy thẳng đến chợ rau củ. Khương Vi Nhan cũng vội vã chạy đến. Phạm Cao Kiệt gọi điện thoại xong liền đứng dậy, đe dọa anh, Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi. Tao nói cho mày biết, cả đời này Phạm Cao Kiệt tao là người thù dai nhất. Món nợ lúc nãy mày vừa đánh tao, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Mày cứ đợi đấy trống mắt lên mà nhìn. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn Phạm Cao Kiệt hỏi, anh quen anh Nhĩ Long à? Vừa nghe anh nói câu này, Phạm Cao Kiệt sửng sốt, hoảng sợ nói, anh Nhĩ Long cái gì? Tao không hề biết mày đang nói cái gì cả. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, Phạm Cao Kiệt cũng chột dạ lập tức hô lên với đám đông hóng chuyện xung quanh, mọi người đến mà xem, tên này là một thằng vô dụng bám váy vợ. Chỉ vì tôi kiếm tiền nhiều hơn hắn, vì tôi có công việc tốt hơn nên hắn sinh ra đố kỵ mà tàn nhẫn đánh tôi một trận. Mọi người phân xử thử xem. Nghe vậy, mọi người hóng chuyện không hiểu sự tình ra sao cũng bắt đầu chỉ trỏ Tiêu Chính Văn. Ôi trời, anh chàng này, cậu ra tay cũng độc ác thật, đánh người ta ra nông nỗi này. Phải đó, mình thì bám váy vợ mà còn như vậy à? Vừa nhìn đã biết cậu ta là đồ bạo lực. Các người không biết thì đừng nói bừa, vừa nãy tôi thấy mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ gây chuyện với cậu ta trước. Không chừng bên trong còn có chuyện gì đó thì sao? Ngay lúc mọi người đang nhao nhao chỉ trích, còn có người tốt bụng đưa khăn giấy cho Phạm Cao Kiệt lau máu thì một chiếc taxi chạy đến. Trần Lệ Diễm vội vã xuống xe, chen qua đám đông xông vào trong. Lệ Diễm, em nhìn xem, đều do Tiêu Chính Văn đánh đấy. Thấy Trần Lệ Diễm đến, Phạm Cao Kiệt lập tức chạy đến tỏ vẻ ấm ức hệt như một con chó. Trần Lệ Diễm nổi giận khi nhìn thấy vết thương trên mặt Phạm Cao Kiệt, cô ta chỉ vào Tiêu Chính Văn quát, Tiêu Chính Văn. Tại sao cậu lại đánh bạn trai tôi? Cậu nhìn xem đã đánh anh ấy thành thế này. Hôm nay cậu mà không nói rõ lý do thì đừng hòng tôi cho cậu đi. Trần Lệ Diễm si mê tên trai bao Phạm Cao Kiệt này, hơn nữa Phạm Cao Kiệt biết nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành phụ nữ. Tiêu Chính Văn cau mày nhìn Trần Lệ Diễm hệt như một mụ đàn bà chanh chua. Lúc anh định lên tiếng thì Khương Vi Nhan cũng vội vã chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, Khương Vi Nhan cũng giật mình, cô xin lỗi Trần Lệ Diễm và Phạm Cao Kiệt trước, em xin lỗi, hay là chị Lệ Diễm đưa anh ta đến bệnh viện trước đi. Trần Lệ Diễm vung tay lên tát Khương Vi Nhan, tức giận nói, cô còn mặt mũi để nói nữa à? Bốp, cái tát này quá đột ngột khiến Tiêu Chính Văn không kịp phản ứng. Bỗng nhiên, Tiêu Chính Văn tức giận, ánh mắt toát lên tia sát khí, bước lên trước lạnh lùng nói, cô muốn chết à? Khương Vi Nhan vội kéo Tiêu Chính Văn lại, năm dấu tay đỏ in hằn trên mặt cô và mấy vết máu do móng tay cào gây ra. Cô lắc đầu với Tiêu Chính Văn, đừng gây chuyện nữa, để em giải quyết. Nói xong, cô xoay người lại chịu đựng uất ức và cơn đau rát ở má, liên tục cúi đầu xin lỗi, bọn em sẽ đền tiền thuốc men. Lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Lệ Diễm chỉ vào Khương Vi Nhan gào mồm lên, ai thèm khát chút tiền thuốc của cô. Cao Kiệt nhà tôi một năm kiếm được 1 triệu tệ đấy, cô có thể đền được nổi số tiền thuốc đó sao? Hôm nay nếu chồng cô không quỳ xuống xin lỗi thì chưa xong chuyện đâu. Đúng, phải quỳ xuống xin lỗi tôi, Phạm Cao Kiệt hét lên. Sắc mặt Khương Vi Nhan u ám, Tiêu Chính Văn lên tiếng, Phạm Cao Kiệt, xem ra anh vẫn chưa no đòn phải không? Dứt lời, Tiêu Chính Văn bước đến định đánh hắn. Dọa Phạm Cao Kiệt nhảy ra trốn sau lưng Trần Lệ Diễm. Sợ hãi nói, mày còn muốn đánh à? Lệ Diễm, em xem hắn ngông cuồng hết sức. Trần Lệ Diễm cũng cực kỳ tức giận nói, Khương Vi Nhan, đây chính là chồng tốt của cô đấy à? Khương Vi Nhan cũng nóng ruột, vội kéo Tiêu Chính Văn lại nói, được rồi, anh đừng nói nữa, để em giải quyết. Cuối cùng hai bên không tự giải quyết được, Lính Tuần phải đến xử lý. Vì suy cho cùng Tiêu Chính Văn đánh người trước nên Lính Tuần bảo Tiêu Chính Văn xin lỗi. Khương Vi Nhan cũng bồi thường chút tiền thuốc, chuyện này tạm thời cho qua. Về đến nhà, Tiêu Chính Văn gọi cho Trịnh Thiên Thái.
Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Thiên Thái kính cẩn nói, anh Tiêu có gì dặn dò. Mấy ngày nay, Trịnh Thiên Thái cực kỳ bận rộn. Một mình ông ta nhận hết toàn bộ chuyện làm ăn ở khu phát triển mở rộng. Mặc dù trong mấy ngày nay mấy ông trùm cùng ăn cơm hôm đó liên tục tìm đến ông ta có ý muốn hợp tác nhưng lúc đầu bỏ lỡ rồi nên đã không còn cơ hội nữa. Điều tra một người tên anh Nhị Long ở Hải Ninh, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe đến cái tên này, Trịnh Thiên Thái nhíu mày sau đó nói, Nhị Long ở Hải Ninh. Anh Tiêu, không giấu gì anh, tôi có quen người này. Trước đây cậu ta là đàn em của tôi, vì làm những chuyện bẩn thỉu nên bị chặt mấy ngón tay, đuổi ra khỏi Thu Hà. Sau đó, tôi nghe nói cậu ta trở nên giàu có ở Hải Ninh, dưới trướng có đến 4-50 đàn em, quản lý mấy hộp đêm. Sao vậy, Hà Nhị Long này xúc phạm đến cậu à? Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Trịnh Thiên Thái lại quen với Hà Nhị Long này. Anh lạnh lùng nói, nếu ông quen với hắn thì dễ rồi, bảo hắn ngày mai đến Tu Hà một chuyến, tôi có vài chuyện muốn hỏi. Nếu hắn không đến, vậy tôi sẽ đích thân mời hắn đến. Chương 337, ông ta là cái thá gì? Nghe thấy vậy, Trịnh Thiên Thái giật nảy mình, lập tức nói, vâng. Tôi nhất định sẽ chuyển lời thưa anh Tiêu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Trịnh Thiên Thái lau mồ hôi lạnh đang toát ra ướt đẫm nơi thái dương, thật áp lực khi nói chuyện với Tiêu Chính Văn. Thiên gia, xảy ra chuyện gì sao? Đàn em trung thành đứng bên cạnh hỏi. Trịnh Thiên Thái nhìn ông ta nói, ông Năm, còn nhớ Hà Nhị Long không? Người đàn ông được gọi với cái tên ông Năm đó cau mày, nói, Hà Nhị Long. Có chút ấn tượng, là người trước đây biển thủ tiền phải không? Trịnh Thiên Thái gật đầu, nói, là cậu ta. Cũng không biết cậu ta gặp xui xẻo gì mà lại đi đắc tội với anh Tiêu. Ông Năm vừa hay tin thì cả người bỗng run rẩy, ông ta biết tên Hà Nhị Long này xong đời rồi. Tên Lôi Ngưu ở khu phát triển mở rộng trước kia là một ví dụ điển hình. Tên đó khó chơi như vậy mà còn bị anh Tiêu xử lý nhanh gọn lẹ. Tên Hà Nhị Long này chỉ được xem như tên tép diêu. Trịnh Thiên Thái cũng lập tức tìm ra số điện thoại của Hà Nhị Long rồi bấm gọi. Ở đầu kia điện thoại, Hà Nhị Long đang ở hộp đêm cùng với vài người anh em và đối tác làm ăn, trái ôm phải ấp, ở đó có đủ kiểu gái đẹp mặc áo quần mát mẻ. Lại đây nào, mọi người cùng cạn ly, Hà Nhị Long cười lớn, giơ ly lên. Đúng lúc này điện thoại của hắn chợt reo, tên đàn em bên cạnh vội bước qua. Khom lưng nói, anh Nhị Long, điện thoại của anh. Hà Nhị Long liếc nhìn, là số điện thoại lạ, hắn suy nghĩ một lát rồi nhận điện thoại nói với giọng điệu kiêu căng, alo, ai vậy? Là tôi. Trịnh Thiên Thái lạnh lùng trả lời hai chữ. Khi nghe thấy giọng nói này, Hà Nhị Long còn cho rằng tai mình có vấn đề, bỗng chốc tỉnh rượu, lập tức ngồi thẳng dậy, mặt mày nghiêm túc hỏi, Thiên gia. Ha ha, được lắm, Hà Nhị Long. Cậu vẫn còn nhớ tôi, Trịnh Thiên Thái cười khẩy. Hà Nhị Long cười lớn theo, nâng ly rượu trên bàn lên, hắn chỉ có ba ngón tay, cười dữ tợn, ha ha, tất nhiên là nhớ rồi. Thiên gia là nhân vật tai to mặt lớn mà. Năm đó, hai ngón tay của tôi là ông thưởng cho tôi mà, sao tôi có thể quên ông được chứ? Hà Nhị Long tỏ vẻ lạnh lùng dữ tợn. Đương nhiên Trịnh Thiên Thái nghe hiểu ý của Hà Nhị Long, ông ta cũng không vòng vo với hắn. Hà Nhị Long, tôi nhắc nhở cậu, cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Ngày mai tự mình tới Thu Hà, nếu cậu thành thật nhận sai thì có thể tha cho cái mạng của cậu. Nghe đến đây, Hà Nhị Long bật cười lớn nói, Thiên gia à, ông già rồi nên lẩm cẩm phải không? Giờ đây Hà Nhị Long tôi không còn là tay sai của ông nữa. Tôi là Hà Nhị Long của thành phố Hải Ninh, ông còn nhớ hồi đó ông đuổi tôi ra khỏi Thu Hà như nào không? Ông cho rằng giờ ông dọa tôi thì tôi sẽ cúp đuôi cút khỏi Thu Hà sao? Trịnh Thiên Thái cũng không nói nhảm nữa, tôi cho cậu cơ hội mà cậu không biết quý trọng, vậy tôi cũng hết cách, hy vọng cậu tự coi đó mà làm. Dứt lời, Trịnh Thiên Thái liền cúp máy. Ở đầu kia điện thoại, Hà Nhị Long vừa định gào lên thì nhận ra đối phương đã cúp điện thoại, hắn lập tức nổi giận đạp nát điện thoại. Bộp! Đám nam nữ trong phòng bao đều sững sờ. Mấy tên đàn em trung thành và đối tác làm ăn đưa mắt nhìn nhau rồi mở miệng hỏi. Sao vậy anh Nhị Long? Ai khiến anh nổi giận vậy? Anh Nhị Long, anh nói đi, muốn xử ai? Em sẽ bảo anh em đến. Đúng đó,
dám khiêu khích anh Nhị Long của chúng ta, chắc chắn tên đó chán sống rồi. Hà Nhị Long cười gần vài tiếng, nói chán sống. Người ta là ông trùm thế giới ngầm Trịnh Thiên Thái ngồi tít trên cao, chỉ 40-50 người chúng ta có thể xử người ta sao? Mấy tên đàn em nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại. Bọn họ từng nghe đến danh tiếng của Trịnh Thiên Thái. Suy cho cùng, Hải Ninh và Tu Hà chỉ là địa bàn lân cận, từ đây tới Tu Hà cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ. Anh Nhị Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên Trịnh Thiên Thái đó muốn nhúng tay vào thành phố Hải Ninh hay sao? Một tên đàn em hỏi. Hà Nhị Long cười nhạt, nói, ha ha, dù ông ta có lợi hại đến đâu cũng không thể nhúng tay vào thành phố Hải Ninh được. Ông ta xem Ninh gia của tỉnh này là đồ trang trí hay sao? Ninh gia là vua của thế giới ngầm thành phố Hải Ninh. Ông ta rất ít khi lộ diện, nhưng thế lực vô cùng lớn, mạng lưới quan hệ cực kỳ hùng hậu. Người ta nói rằng Ninh gia là ông trùm của thành phố Hải Ninh. Có ông ta thì thế lực thế giới ngầm của thành phố Hải Ninh không thể lay chuyển được. Vậy, anh Nhị Long, ý của Trịnh Thiên Thái là gì vậy? Tên đàn em hỏi. Hà Nhị Long nhíu mày, nói Trịnh Thiên Thái nói tao đắc tội một người mà tao không bao giờ có thể đắc tội, bảo tao tới Tu Hà xin lỗi. Ông ta dám, anh Nhị Long đã rời khỏi Tu Hà rồi, lão già vô dụng thiên gia có tư cách gì mà dám lớn tiếng với anh cơ chứ? Đúng đó, anh Nhị Long, anh là người của thành phố Hải Ninh, lão già Trịnh Thiên Thái có ghê gớm như nào cũng không nói được gì đâu. Anh Nhị Long của chúng ta đắc tội nhiều người rồi, lão ta tưởng lão là ai chứ? Cả đám người, anh một câu, tôi một câu. Hà Nhị Long cũng uống cạn một ly rượu rồi đập bể ly, hét đúng. Trịnh Thiên Thái là cái thá gì chứ? Trước đây ông ta là cấp trên của tao, tao với không tới. Nhưng giờ ông ta không phải là cấp trên của tao nữa. Hà Nhị Long tao cũng có thế lực và anh em của mình rồi, dựa vào đâu phải nghe lời ông ta chứ? Nói xong, Hà Nhị Long sờ hai ngón tay bị chặt của mình, nói tiếp, hai ngón tay này, sớm muộn gì tao cũng bắt ông ta phải trả lại. Ở bên này, Trịnh Thiên Thái đã gọi điện cho Tiêu Chính Văn, cung kính nói, anh Tiêu, tên Hà Nhị Long này vẫn không nghe khuyên bảo. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, tôi biết rồi. Vừa dứt lời, anh gọi điện cho Long Nhất, điều động một tiểu đội tới tỉnh Hải Ninh đi, bắt Hà Nhị Long đến đây. Vâng, thưa chủ soái. Long Nhất cung kính đáp, lập tức lái xe jeep tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà, tự mình lựa chọn 20 lính đặc chủng rồi đi không ngừng nghỉ tới thành phố Hải Ninh. Nửa tiếng sau, Hà Nhị Long vẫn đang ở trong phòng bao ăn chơi đàng điếm với mấy tên đàn em và đối tác làm ăn. Đột nhiên, cửa phòng bao bị đá mạnh ra, cả cánh cửa vỡ tung. Mẹ kiếp, thằng nào dám, Hà Nhị Long lập tức nổi giận, đứng dậy gào ầm lên. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, dưới cái nhìn kinh sợ của tất cả mọi người. Long Nhất dẫn theo hơn 20 binh lính mặc chiến phục màu xanh, đội mũ bảo hộ và đeo súng, mang giày chiến đấu xông vào. Tất cả mọi người ôm đầu quỳ xuống. Mau quỳ xuống, nếu không sẽ bị bắn chết. Lạch cạch, tiếng súng lên nòng. Tình cảnh trước mắt hoàn toàn khiến mười mấy người trong phòng bao chấn động. Tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị nhóm binh lính xông ấn chặt xuống đất và ghế sofa. Có kẻ còn muốn bỏ chạy đã bị vài binh lính nổ súng, pằng 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 bắn chúng vào chân mấy kẻ đó. A a a, chân tôi, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa, tôi đầu hàng. Sững sờ. Mọi người đều bị dọa sợ. Long Nhất từ cửa bước vào, mặc bộ vest màu đen, sắc mặt lạnh lùng tỏa ra luồng sát khí khiến người khác khiếp sợ. Lạnh lùng hỏi ai là Hà Nhị Long. Lúc này, Hà Nhị Long đang quỳ dưới đất giơ hai tay lên, từ từ đứng dậy nói tôi là Hà Nhị Long. Chương 338, hỏi tội. Long Nhất lạnh lùng nhìn hắn, tiến lên phía trước, đá một mạnh vào người hắn. Dầm. Cú đá này khiến Hà Nhị Long văng ra 3-4 mét, nặng nề đập vào ghế sofa phía sau, cả người và ghế đổ rạp dưới đất. Hà Nhị Long kêu rên thảm thiết, ôm lấy bụng, cảm giác như xương sườn đều đứt đoạn. Thế nhưng hắn không dám làm ầm ĩ với mấy người Long Nhất. Đây là lính mặc quân phục, được trang bị vũ trang đầy đủ. Cho dù Hà Nhị Long có gan to bằng trời, cũng không dám láo xược. Vị quân nhân này, tôi đã phạm phải tội gì vậy? Hà Nhị Long kiềm chế cảm giác đau đớn,
quỳ dưới đất mở miệng hỏi. Long Nhất lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nói, biết Phạm Cao Kiệt không? Phạm Cao Kiệt. Hà Nhị Long sững sờ trong chốc lát, chuyện này có liên quan gì đến Phạm Cao Kiệt? Chẳng lẽ, thằng danh đó thấy mình nuốt trọn 100.000 tệ lại không giúp được việc nên bán đứng mình luôn? Biết, Hà Nhị Long cũng không giấu giếm, gật đầu đáp. Phạm Cao Kiệt bảo mày gọi một nhóm côn đồ, ra tay với một người tên là Tiêu Chính Văn, nói rằng muốn đánh một chân anh ấy tàn phế đúng không? Long Nhất lạnh lùng chất vấn, khí thế lãnh liệt bá đạo không ngừng dâng trào. Lúc này Hà Nhị Long đã sợ đến mức run cầm cập, gật đầu đáp, đúng vậy, cậu ta bảo tôi làm vậy, vị quân nhân này, lẽ nào, Tiêu Chính Văn kia? Hừ, mày không có tư cách biết thân phận của anh ấy. Long Nhất giận dữ lớn tiếng nói, tiến lên đá thêm một cú nữa, rồi hung hăng đạp vào bả vai Hà Nhị Long, hất hắn ngã rạp xuống đất, giọng nói lạnh tanh, dẫn hết toàn bộ đi. Trong chớp mắt, một nhóm lính đặc chủng đã áp giải toàn bộ nhóm người Hà Nhị Long đi. Trên đường, Hà Nhị Long vô cùng hối hận. Cuối cùng hắn cũng hiểu được Chính Thiên Thái gọi điện nói mình chọc vào người không nên chọc, là có ý gì rồi. Phạm Cao Kiệt đáng chết. Mẹ kiếp, hại ông đây thê thảm như vậy. Chờ ông đây qua được kiếp nạn này, nhất định cho mày đẹp mặt. Hà Nhị Long thầm gào thét trong lòng, bị đưa lên xe chuyên dụng chống khủng bố. Một đường như ngựa phi nước đại quay về Tu Hà. Hôm sau, ở Tu Hà, vừa sáng sớm, dưới sự kích động, xúi dục của Phạm Cao Kiệt, Trần Lệ Diễm dẫn theo bố mẹ mình là Trần Hải Phúc và Tôn Lam, đến thẳng nhà họ Khương, chuẩn bị nói lý lẽ. Cả khuôn mặt Phạm Cao Kiệt băng bó y như cái bánh ú. Trong sảnh lớn biệt viện nhà họ Khương, Trần Hải Phúc ngồi đó với vẻ mặt giận dữ, phẫn nộ nói, Khương Văn Kỳ, Khương học bác, hôm nay nhà họ Khương mấy người phải cho tôi một lời giải thích. Đúng là coi trời bằng vung. Mấy người nhìn đi, đánh con rể tương lai của tôi ra thành thế này. Thật là điên rồ, nếu hôm nay nhà họ Khương các người không thể đưa ra lời giải thích thì nhà họ Trần chúng tôi tuyệt đối không cam lòng bỏ qua. Tôn Lam tiếp lời. Trần Lệ Diễm ở bên cạnh cũng vội vàng gào thét, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đâu? Sao bọn họ còn chưa đến? Có phải không dám đến? Trốn luôn rồi à? Khương Văn Kỳ ngồi ở ghế chủ nhà, vẻ mặt hổ thẹn và bất lực, tức giận đập bàn, mắng Khương học bác bên cạnh, chuyện gì đây? Sao Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn lại không đến? Khương học bác cũng căng thẳng, ông ta không ngờ mới vài ngày lại xảy ra chuyện thế này. Anh cả, em đã cho người đi gọi, chắc sắp đến rồi, Khương học bác lau mồ hôi lạnh trên trán. Khương Mỹ Nghiên ở một bên thêm dầu vào lửa, ha ha. Chẳng phải con đã nói, Tiêu Chính Văn này là kẻ cuồng bạo lực điển hình rồi sao? Mọi người nói xem, anh ta đã gây ra bao nhiêu chuyện. Người như vậy không nên ở lại nhà họ Khương chúng ta. Ở thêm một ngày là thêm một thảm họa. Tiết Mai gật đầu nói, con gái tôi nói đúng đó, người này là một tai họa. Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến nhà họ Khương chúng tôi, chuyện do Tiêu Chính Văn gây ra, mấy người phải tìm Tiêu Chính Văn mới phải. Bầu không khí hết sức nặng nề. Bên này, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vừa nhận được tin liền lập tức đi đến sảnh lớn biệt viện. Trên đường đi, Khương Vi Nhan lo lắng, nôn nóng nói, Tiêu Chính Văn, lát nữa anh phải thành thật nhận lỗi, biết chưa? Tiêu Chính Văn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên nói, yên tâm đi, sẽ có người nhận lỗi. Khương Vi Nhan nghe vậy, lông mày mày lá liễu khẽ nhíu, lắc đầu nói, thôi, anh đừng nói gì hết. Để em nói. Ừ. Nhìn dáng vẻ lo lắng hoảng hốt của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến sảnh lớn, vừa tới nơi đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, nặng nề ở đây. Trần Lệ Diễm và Phạm Cao Kiệt thấy Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đi đến, lập tức trừng mắt, vẻ mặt giận dữ. Trần Lệ Diễm bước nhanh lên phía trước, giơ tay tát một cái lên mặt Khương Vi Nhan. Cái tát này vô cùng bất ngờ. Khương Vi Nhan không kịp phản ứng lại, chỉ có thể bị động ăn đánh. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại nhíu mày, nhấc tay, mạnh mẽ siết chặt cánh tay gầy yếu của Trần Lệ Diễm, lạnh lùng nói, lần trước không tính toán dứt khoát với cô, lần này, cô còn đánh nữa sao? Bùm! Đột nhiên, trên người anh toát ra luồng sát khí lạnh băng. Sát khí lạnh băng này khiến Trần Lệ Diễm run rẩy, lui về sau mấy bước.
gào mồm lên, hay lắm Tiêu Chính Văn. Đến tận đây rồi mà cậu còn dám ham dọa. Bố, bố xem tên Tiêu Chính Văn này đi. Trần Hải Phúc thấy vậy, tức giận quát, láo xược. Tiêu Chính Văn, mày có ý gì? Hôm nay, chúng tao đến tìm mày để nói lý lẽ. Thái độ hiện giờ của mày là tính làm gì? Phạm Cao Kiệt vội xông đến, đẩy Tiêu Chính Văn ra, bảo vệ Trần Lệ Diễm sau lưng, ánh mắt ngạo mạn, lớn tiếng nói Tiêu Chính Văn. Mày là đồ ngang ngược, hôm nay tao nhất định sẽ khiến mày đẹp mặt. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, vậy à? Mỏi mắt mong chờ. Mày, Phạm Cao Kiệt phẫn nộ, chỉ có thể giận dữ trừng mắt. Mà bên này, Khương Văn Kỳ cũng giận dữ vỗ lên tay vịn ghế, chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi mắng, hỗn láo. Đến lúc này rồi mà mày còn không chịu nhận lỗi à? Quỳ xuống cho tao. Đúng, quỳ xuống trước đi, nhận lỗi, Trần Lệ Diễm tát nước theo mưa. Khương Vi Nhan lo lắng, bước lên trước muốn giải thích. Nhưng Tiêu Chính Văn kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt sắc bén nhìn một lượt những người xung quanh, hắng giọng nói, bắt tôi quỳ sao? Tôi sợ mấy người nhận không nổi. Soạt, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tiêu Chính Văn này, thật sự quá ngông cuồng rồi. Dám nói những lời như vậy. Dầm. Khương Văn Kỳ giận dữ ném tách trà vỡ tan, đứng dậy quát tháo Tiêu Chính Văn. Mày có biết bản thân vừa nói gì không? Làm sai còn không biết hối cải. Mày còn xem nhà họ Khương và nhà họ Trần này ra gì nữa không hả? Sai, tôi đã làm gì sai à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi, mặt con rể tao bị thương, không phải do mày đánh sao? Mày ra tay quá độc ác, thù hận đến mức nào mà phải ra tay nặng như vậy? Trần Hải Phúc giận dữ nói. Cái này phải hỏi con rể ông, hỏi anh ta xem rốt cuộc đã làm gì. Tiêu Chính Văn quay đầu, ánh mắt tràn ngập sự tàn bạo, nhìn chằm chằm vào Phạm Cao Kiệt. Phạm Cao Kiệt bị nhìn đến mức cả người mất tự nhiên, như thể đang đối mặt với một con sư tử hung hãn sắp sổng chuồng. Toàn thân phát run. Tao không hiểu mày đang nói gì. Tao đã nói rất nhiều lần rồi. Hôm qua tao đi qua chợ rau củ, ai biết được mày phát điên cái gì. Vừa gặp liền ra tay đánh tao một trận. Phạm Cao Kiệt ngoan cố không chịu thừa nhận. Vậy à, được, tôi hỏi anh biết Hà Nhị Long không? Tiêu Chính Văn hỏi lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Phạm Cao Kiệt. Chương 339, có gì mà không dám chứ? Khoảnh khắc đó, Phạm Cao Kiệt suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất, may mà Trần Lệ Diễm nhanh chóng đỡ lấy hắn, nhỏ giọng hỏi, anh sao thế? Phạm Cao Kiệt hoảng sợ, chán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố đứng vững rồi gào mồm lên với Tiêu Chính Văn, tao không biết mày đang nói gì, Hà Nhị Long gì, tao căn bản không quen biết. Cùng lúc đó, trong lòng Phạm Cao Kiệt cực kỳ hốt hoảng. Sao Tiêu Chính Văn lại biết Hà Nhị Long chứ? Lẽ nào, hắn đã phát hiện ra điều gì rồi? Ồ, anh không quen ư, vậy thì không khéo rồi, Hà Nhị Long này nói hắn quen biết anh. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên nụ cười khẩy. Phạm Cao Kiệt vừa nghe vậy, lập tức hét lớn, mày nói năng bậy bạ. Tao hoàn toàn không hiểu mày nói gì. Mày cho rằng tùy tiện bịa ra một cái tên nói quen biết tao, thì có thể úp tội danh không chứng cứ gì đó lên đầu tao sao? Gào thét xong, Phạm Cao Kiệt nhìn sang Trần Hải Phúc, hét lên, bố vợ, bố xem, Tiêu Chính Văn này có ý gì? Lời hắn nói con hoàn toàn nghe không hiểu. Mặt Trần Hải Phúc cũng lạnh tanh, nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Nổi giận đùng đùng nói, Tiêu Chính Văn. Mày đừng vu oan lung tung cho Cao Kiệt nhà tao. Hà Nhị Long mà mày nói, tao cũng không quen. Lúc này sắc mặt Khương Văn Kỳ cũng u ám, chỉ vào Tiêu Chính Văn, giận dữ nói, đủ rồi. Hôm nay gọi mấy người đến đây là muốn mấy người nhận sai. Nhưng bây giờ thái độ này của mày khiến tao quá thất vọng. Tiêu Chính Văn, tao cho mày thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống, xin lỗi Phạm Cao Kiệt và người nhà họ Trần. Sắc mặt Khương Học Bác cũng rất khó coi. Mặc dù ở bữa cơm lần trước Tiêu Chính Văn ra mặt giúp mình, nhưng chuyện hôm nay quả thật ông ta không cách nào giúp đỡ, cho nên chỉ đành ngồi một bên, lặng lẽ uống trà. Khương Vi Nhan cũng vội vàng kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, sốt ruột nói, Tiêu Chính Văn, anh đừng nói bậy gì nữa, nghe em, chúng ta xin lỗi đàng hoàng được không? Thế nhưng,
Tiêu Chính Văn lại quay đầu nhìn Khương Vi Nhan rất nghiêm túc, nói yên tâm đi, anh có cách giải quyết. Dứt lời, anh quay đầu nhìn sang Phạm Cao Kiệt, nói, vậy được, hôm nay đúng lúc Hà Nhị Long này cũng ở Tu Hà, tiện thể tôi mời hắn đến đây, hắn có mấy lời muốn nói với anh. Nghe vậy, rõ ràng Phạm Cao Kiệt đã vô cùng hoảng loạn. Chuyện gì đây? Hà Nhị Long ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn mời anh ta đến sao? Chuyện này sao có thể chứ? Dứt lời, ở cửa đã có mấy người xuất hiện. Long Nhất đích thân đưa Hà Nhị Long đến. Mặt Hà Nhị Long đầy vẻ hoảng hốt, lúc này nhìn thấy Phạm Cao Kiệt, cho dù đối phương có bị băng bó như cái bánh ú thì hắn vẫn nhận ra được. Phạm Cao Kiệt, mẹ kiếp mày dám hãm hại ông đây. Ông đây đạp chết mày. Lúc này, Hà Nhị Long vô cùng giận dữ, bước một chân lên, đạp Phạm Cao Kiệt thật mạnh khiến hắn bay ra ngoài, ngã lăn vào đống bàn ghế phía sau. Cao Kiệt, con rể. Lúc này Trần Lệ Diễm và Trần Hải Phúc vô cùng hoảng loạn, vội kéo Phạm Cao Kiệt dậy từ dưới đất. Cùng lúc đó, ánh mắt Trần Lệ Diễm nhìn Hà Nhị Long vô cùng giận dữ, la ầm lên, anh là ai? Vừa đến là đánh người, còn có pháp luật nữa không hả? Pháp luật, ông đây chính là pháp luật, hôm nay không đánh chết cậu ta thì ông đây không phải Hà Nhị Long nữa. Hà Nhị Long bừng bừng lửa giận, bước lên trước vẫn còn muốn ra tay. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng khiến Hà Nhị Long run lẩy bẩy. Hắn vội đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chính Văn, phát hiện Long Nhất đang lặng lẽ đứng phía sau Tiêu Chính Văn, ra hiệu với anh ta. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra. Ầm ầm, Hà Nhị Long quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, van xin, vị đại ca này, xin lỗi, tôi không nên tìm người đối phó với anh, chuyện này không phải chủ ý của tôi, đều là tên Phạm Cao Kiệt này bảo tôi làm như vậy, là cậu ta bảo tôi tìm người phế bỏ chân của anh. Cái gì? Lúc này mặt Khương Vi Nhan đầy vẻ kinh ngạc. Khương Văn Kỳ và Khương Học Bá đang ngồi phía trên, lông mày cũng nhíu lại, hắng giọng hỏi, nói cho rõ ràng xem nào. Toàn thân Hà Nhị Long run rẩy, Tiêu Chính Văn chưa lên tiếng nên hắn cũng không dám nói năng bậy bạ. Nói đi, nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Hà Nhị Long lập tức kể lại, là Phạm Cao Kiệt, cậu ta cho tôi 100.000 tệ, bảo tôi tìm người chặt đứt một chân của anh. Nghe vậy, sắc mặt Khương Học Bác tức giận, quay đầu sang nhìn Trần Hải Phúc, lạnh lùng nói, anh Trần, chuyện này anh giải thích thế nào? Con rể nhà anh, còn dám thuê sát thủ giết người à? Nghe câu này, Trần Hải Phúc cũng ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn sang Phạm Cao Kiệt, quát mắng, Cao Kiệt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện này là con làm thật sao? Phạm Cao Kiệt nhất quyết không chịu thừa nhận, khóc lóc sướt mướt nói, bố vợ. Sao con có thể làm những chuyện này được chứ? Con không hề quen người này. Đây chính là diễn viên Tiêu Chính Văn cố ý tìm đến để hãm hại con đấy. Không sai, Cao Kiệt nhà tôi sẽ không làm loại chuyện này đâu. Trần Lệ Diễm gào mồm lên, ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, hay cho cậu Tiêu Chính Văn. Vậy mà lại nghĩ ra chiêu trò nham hiểm thâm độc như vậy. Cậu cho rằng tìm bừa một người diễn màn kịch thì cho qua được sao? Diễn kịch ư? Không cần Tiêu Chính Văn nói, Hà Nhị Long lập tức nheo khóe mắt nhìn sang đám người Trần Lệ Diễm và Phạm Cao Kiệt. Tức giận nói, Hà Nhị Long tôi là Nhị Long ở thành phố Hải Ninh, đàn em dưới trướng có tới 40-50 người. Uy tín là nguyên tắc làm việc của bọn tôi, cho nên, mỗi chuyện bọn tôi làm, đều ghi chép tỉ mỉ. Vừa khéo tôi có đoạn ghi âm Phạm Cao Kiệt đến tìm tôi làm việc, còn có ghi chép chuyển khoản 100.000 tệ. Dứt lời, Hà Nhị Long lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm nói chuyện với Phạm Cao Kiệt. Anh Nhị Long, là tôi, Phạm Cao Kiệt đây. Tôi muốn nhờ anh một chuyện giúp tôi dạy dỗ một người, đánh gãy một chân là được. Đúng đúng đúng, sau khi xong việc, 100.000 tệ. Khi đoạn hội thoại này vang lên, tất cả mọi người trong sảnh lớn đều ngơ ngác. Phạm Cao Kiệt hét toáng lên, không phải tôi. Đó không phải tôi, là bọn họ ngụy tạo. Ngụy tạo đấy. Ha ha, Phạm Cao Kiệt à, mày đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ghi chép chuyển khoản này của tao. Mày không chối được nhỉ? Hà Nhị Long cười nhếch mép dữ tợn, mở ghi chép chuyển khoản ngân hàng trong điện thoại, thật sự có 100.000 tệ của Phạm Cao Kiệt chuyển đến. Trong nháy mắt, Khương Học Bác nổi giận,
chỉ vào Phạm Cao Kiệt gào lên, vô liêm sỉ. Nhà họ Khương sẽ tôi sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy đâu. Tình thế đã xoay ngược trong chớp mắt. Sắc mặt Trần Hải Phúc hết sức u ám, giận dữ đứng dậy quát mắng, Phạm Cao Kiệt. Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Hôn sự của cậu và Diễm Lệ, tôi sẽ không đồng ý đâu. Dứt lời, Trần Hải Phúc hất tay đưa Tôn Lam rời khỏi sảnh lớn. Phạm Cao Kiệt hoảng hốt, quỳ xuống đất, gào lên, bố vợ, đừng mà, bố vợ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Trần Diễm Lệ cũng đứng dậy, nhìn Phạm Cao Kiệt rất tức giận và đau lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không ngờ, anh lại là loại người này. Phạm Cao Kiệt, chúng ta chia tay đi. Dứt lời, Trần Diễm Lệ giẫm trên giày cao gót bỏ đi. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, tôi cho cô đi chưa? Trần Lệ Diễm sững sờ, nghiêng đầu hung tợn nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm, lạnh lùng nói cậu còn muốn làm gì? Khóe môi Tiêu Chính Văn nhếch lên, lạnh lùng nói, hôm qua, một bạt tai cô đánh vợ tôi, có phải nên trả lại rồi không? Cậu dám, Trần Lệ Diễm phát cáu, sắc mặt ửng đỏ. Có gì mà không dám chứ, Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chương 340, có người hẹn gặp. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay, tát vào mặt Trần Lệ Diễm một bạt tai. Cái tát này quá bất ngờ, Khương Vi Nhan vẫn chưa phản ứng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm, kinh ngạc che miệng. Đồng thời, Trần Lệ Diễm cũng sững sờ. Cô ta che bên má nóng rát, trừng mắt oán hận nhìn Tiêu Chính Văn, quá khích hét lên, cậu dám đánh tôi sao? Dứt lời, Trần Lệ Diễm vung tay, cũng muốn trả lại cái tát vừa nãy. Nhưng Tiêu Chính Văn giơ tay nắm lấy cổ tay cô ta, hắng giọng nói, cái tát này là tôi thay vợ tôi trả lại cái tát của cô ngày hôm qua. Nếu cô còn dám ra tay lần nữa thì tự mình gánh chịu hậu quả đi. Câu nói này toát ra sát khí lạnh lùng bao trùm cả sảnh chính. Trần Lệ Diễm run rẩy, sắc mặt hoảng loạn, xấu hổ giận dữ dậm chân, bỏ lại một câu, Tiêu Chính Văn, cậu đợi đấy. Hai người cứ đợi đấy cho tôi. Dứt lời, cô ta quay đầu bỏ đi. Trong sảnh lớn, chỉ còn lại Phạm Cao Kiệt, hắn cũng rất sợ hãi, lập tức bỏ dậy muốn chuồn lẹ. Nhưng sao Tiêu Chính Văn có thể để hắn bỏ chạy dễ dàng như vậy được, anh liếc mắt, lạnh lùng mở lời, Hà Nhĩ Long, đây là việc của anh, tự mình giải quyết cho tốt. Nghe thấy vậy, Hà Nhĩ Long lập tức hiểu rõ, hắn xông lên, một cước đá Phạm Cao Kiệt bay xa mấy mét, sau đó túm lấy cổ áo hắn, cứ như đang xách cổ một con chó chết, quát lớn, Phạm Cao Kiệt. Hôm nay, mày đã rơi vào tay Hà Nhĩ Long tao rồi. À, đừng mà, anh Nhĩ Long tha mạng, tha mạng. Phạm Cao Kiệt kêu gào thảm thiết, vùng vẫy giãy giụa nhưng đều vô ích, hắn bị kéo thẳng ra khỏi biệt viện nhà họ Khương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Khương Văn Kỳ đang ngồi trên cao, thẳng thừng quay người, đưa Khương Vi Nhan rời đi. Trên đường quay về, trái tim nhỏ bé của Khương Vi Nhan vẫn đập thình thịch, một lúc lâu mới phản ứng lại, hỏi Chính Văn, hôm qua anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn cười trả lời, anh thì có thể bị làm sao được chứ? Lúc này Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, sao tên Phạm Cao Kiệt đó có thể làm như vậy chứ? Thật không ngờ, trông anh ta có vẻ thật thà, hóa ra lại nham hiểm như thế. Tiêu Chính Văn cười đáp, vì thế, sau này em tiếp xúc với người khác phải để ý hơn một chút, nếu gặp phải người xấu, nhất định phải kịp thời nói cho anh biết, anh có thể bảo vệ em. Khương Vi Nhan mỉm cười, đôi mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc, nhìn Tiêu Chính Văn, gật đầu đồng ý, em biết rồi, vậy anh về trước đi, em phải đến công ty một chuyến. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, đi đường cẩn thận. Nhìn Khương Vi Nhan rời đi, Tiêu Chính Văn quay người đi về phía nhà mình. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề thả lỏng, mà tập thể dục ở trong nhà, dùng một tay chống đẩy 500 cái và 500 lần làm động tác squat, sau đó đứng dậy rời khỏi sân nhỏ, chuẩn bị chạy vài vòng gần đó. Chủ yếu là thời gian này rời khỏi khu vực phía Bắc, Tiêu Chính Văn cảm thấy bản thân sắp dỉ xét đến nơi rồi. Ra ngoài không lâu, Tiêu Chính Văn bất ngờ nhận được một đường link video do Chính Thiên Thái gửi. Ấn thử xem thì hóa ra là đoạn video anh đánh nhau bằng tay không với tên xã hội đen ở thôn Tiểu Nam. Hơn nữa, xem ra đoạn video này đã trở nên rất nổi tiếng ở trên mạng. Không ít người để lại bình luận,
người đàn ông này đẹp trai quá, đẹp trai kiểu ngầu ngầu. Chỉ là do nguyên nhân của ống kính mà khuôn mặt Tiêu Chính Văn không được chụp rõ ràng. Nhưng Trịnh Thiên Thái vẫn có thể nhận ra, khen ngợi vài câu, Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp lại. Chào cậu, có phải cậu là Tiêu Chính Văn không? Đức gia của Hắc Long Đường chúng tôi muốn mời cậu một bữa cơm. Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chính Văn. Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có vài người đàn ông vạm vỡ mặc áo vest đen thắt cà vạt, đeo kính râm, đứng vây quanh mình. Đức gia của Hắc Long Đường. Tiêu Chính Văn thấy hơi khó hiểu, khẽ nhăn mặt, hắng giọng đáp, tôi quen thân với ông ta lắm sao? Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhấc chân rời đi, vươn tay đẩy một tên vệ sĩ ra. Sắc mặt tên vệ sĩ đó lập tức run rẩy, thầm nhủ trong lòng, sức mạnh này lớn quá. Cậu Tiêu, xin đừng làm khó chúng tôi, Tổng Giám Đốc Đỗ Tình Tuyết đã đến rồi, đây cũng chính là ý của Tổng Giám Đốc Đỗ. Những tên vệ sĩ mặc đồ đen đó lập tức tiến lên phía trước, một lần nữa vươn tay ngăn cản Tiêu Chính Văn. Đồng thời, tay bọn chúng còn để ra sau lưng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn, những người này có súng. Ý của Đỗ Tình Tuyết. Tiêu Chính Văn dừng lại một lát, cất điện thoại vào túi quần, liếc nhìn chiếc xe Maybach phía sau bọn họ, ngẫm nghĩ rồi lên xe cùng bọn chúng. Trong phòng VIP cấp Tổng thống ở khách sạn Hoàng Triều, Tiêu Chính Văn đi theo hai tên vệ sĩ tiến vào, liền thấy trong phòng có 8 tên thân hình vạm vỡ đứng canh gác, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ, tất cả cùng mặc vest đen, tràn đầy sát khí khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.